Bây giờ tôi mời vài người bạn tôi vô. Có cả anh Y Đức Tâm Nguyễn này, tôi Em đi gặp nhiều là em á, chị đúng em có hai cái nickname luôn á, rồi. là Nguyễn Nguyễn cùng em, mà Y Đức Tâm Nguyễn cùng em luôn á, của em luôn á. Tại vì á, em khi nào cũng sơ cua, nhà em khi nào có bốn computer lắm, Việt Nam một cái computer, Âu Châu một cái, Mỹ hai cái, mất cái này có cái kia, đi đâu cũng xài được hết á. Nâng Huỳnh Kỳ Sơn Vương Nguyễn Hoài Vân Tâm. Rồi, bây giờ có nhiều người bạn tôi vô rồi này. Vô đi, mời mời vô đi, Alo. cho nhiều vân vui. Rồi, vô rồi. Bây giờ mình bắt đầu post bài mới. Ok. Bây giờ bắt đầu làm phần đầu của mình là giảng lý tiếng vô thinh. Đó là một phần, xong rồi thêm copy thêm phần nữa. Thank Một cái này chỉ thôi mang tính nào. Anh nói cái sao? cái vòng màu trắng cái áo màu tím sao? Mới đi về thì nó chưa kịp thay đồ mặc đua luôn đồ đó. Ồ, đồ này đẹp quá rồi, đồ này là vương gia của Âu Châu á, màu tím là màu hoàng gia đó, Cảm ơn anh. Việt Nam màu vàng, Hồi còn nãy Âu đi Châu bà Balaski là màu tím. dự lễ kỷ niệm Việt Dũng á. Việt Dũng. Trời ơi, ông handicap đó, ông có ăn nói hoặc tắt lắm đó. Thấy cái hình của ông đó cũng thấy dễ thương quá. Bây giờ mình học bài mới. Thằng con tôi nó toàn là nghe nhạc tàu ở trong phòng đó. Mình là gốc người Tàu thì mình nghe nhạc Tàu là đúng rồi, còn gì nữa. Tôi thích nghe nhạc tàu hơn Việt Nam là gốc luôn đấy, mình đề ra thành là thành long đề ra đấy, mình đấy gì là đấy gì là lục kinh nhân vương, kinh nhân vương lục tổ Việt Nam, Còn ngày xưa có còn người tổ Việt nói Nam mặt tôi giống người tàu đó anh. Mặt tôi có giống người tàu không? Hồ Nguyên, Hồ Tần, Hồ Lê, Hồ Đó, Hoàng, ngày xưa tôi để tóc Hồ ngắn cơ. Hồ Rêu là Bây của giờ thì Tàu hết ấy. giống rồi. Ok, bây giờ vô bài nhé. Câu Vô đi. 161. Hãy khiêm tốn nếu con muốn đạt được sự minh triết. Hãy khiêm tốn hơn nữa nếu con đã có được sự minh triết. Hãy giống như biển cả tiếp nhận tất cả suối và sông. Sự yên tĩnh dũng mãnh của biển cả vẫn không thay đổi. Nó không biết có nước sông suối đổ vào nó. Tức là cái lòng mình phải rộng như biển cả đó. Hãy dùng sức của chân nhân để trấn áp phàm nhân. Phàm nhân thì mình có nhiều tham sân si, thành ra mình phải dùng chân nhân. Chân nhân là thương yêu muôn loài vạn vật. Hãy dùng sức của chân thần để trấn áp chân nhân. Chân thần là gần với thượng đế nhất, tức là chỉ có làm ý muốn của thượng đế thôi, ngoài ra không có ý muốn cá nhân nữa. Phải đấy, cao cả thay kẻ nào giết chết dục vọng. Còn cao hơn nữa, kẻ nào mà chân nhân đã giết chết cho đến sự hiểu biết của dục vọng. Hãy coi chừng phàm nhân vì sợ e nó làm ô uế chân nhân. Như chúng ta đã biết, người nào được đứng trước các đấng chân sư đều không thể không khiêm tốn vì y đã ý thức được có một hố thẳm chia cách với các ngài. Chân sư hiện ra trong xác phàm của ngài. Cô xin lỗi chờ chút nha. Alo bác. Có chuyện gì vậy bác? Tôi mới đưa cái tiền 14 đồng cho cháu rồi nhé. Dạ, được rồi bác. Bây giờ cháu đang bận Rồi họp. tôi đưa cái sao rồi nó được Rồi, cảm ơn bác. 8.999 đồng ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác. Rồi, bye bye bác. Alo. Chân sư hiện ra trong xác phàm của ngài không làm cho y lo âu hay ngã lòng. Trái lại, sự hiện diện của ngài cho chúng ta được hưởng mọi phương tiện và chúng ta có cảm tưởng nếu ngài thành công thì chúng ta cũng thành công vậy. Đối với sự hoạch đắc kiến thức mới cũng giống như thế. Con người có thể nắm được vài ý tưởng lớn, đồng thời y nhận thấy tất cả những gì còn lại đều cần phải học hỏi, tất cả những sự huyền bí liên quan đến những sự vật quen thuộc nào đó mà kẻ khác cho là rất đơn giản và đã hiểu rõ rồi. Vậy người có kiến thức quảng bác có thể rất khiêm tốn,
và người trí nguyện phải được cảnh giác rằng nếu y thấy sự kiêu căng nổi dậy ở y, thì đó chính là dấu hiệu cho biết y đã vô tình khép cánh cửa không cho những kiến thức rộng rãi và cao siêu hơn xâm nhập y. Thí sinh cũng phải tập sinh hoạt giữa những sự náo động của thế gian luôn luôn ảnh hưởng đến các thể xác vía và trí của y, mà không để cho chúng nó làm rối loạn. Cái đoạn khiêm tốn đó thì tôi nhớ lại, tôi xem một cái phim của ông Krishnamurti, ông ấy được mời, ông được ông giám đốc của cái lò nguyên tử là Los Alamitos mời đến để thuyết trình cho mấy nhân viên ở trong cái chỗ đó. Thì tôi thấy người ta quay phim video, thì tôi thấy có nhiều nhà khoa học ở trong cái trung tâm đó có vẻ rất là kiêu ngạo, có vẻ coi ông Krishnamurti không ra gì hết. Thành ra tại vì họ đâu có hiểu gì đâu, họ nghe ông nói họ đâu có hiểu, giống như vịt nghe sấm, thì họ cho là rất tầm thường. Đó, họ không có hiểu gì về siêu hình thì họ chỉ cho là khoa học mới là đúng, còn siêu hình này là chuyện tầm sàm. Thành ra cái mặt họ nổi lên một cái sự rất là kiêu căng. Thì cái đoạn này nói đến cái sự kiêu căng, cái người mà kiêu căng thì không học được cái gì mới. Đó. Thành ra có nhiều khoa học gia họ đâm ra vô thần, họ không biết gì về tâm linh nữa, bởi vì họ không biết gì về tâm linh mà họ chẳng học được cái gì thuộc về tâm linh. Người có kiến thức quảng bác có thể rất khiêm tốn, và người trí nguyện phải được cảnh giác rằng nếu y thấy sự kiêu căng nổi dậy ở y, thì đó chính là dấu hiệu cho y cho biết y đã vô tình khép cánh cửa không cho những kiến thức rộng rãi và cao siêu hơn xâm nhập y. Thí sinh cũng phải tập sinh hoạt giữa những sự náo động của thế gian luôn luôn ảnh hưởng đến các thể xác vía và trí của y, mà không để cho chúng làm rối loạn. Y phải tập cho các thể thấp của y quen đáp ứng với những mệnh lệnh nội tâm, chứ không phải những sự kêu gọi của ngoại cảnh ấy. Tức là mình, xác vía trí của mình phải nghe lời nội tâm, tiếng nói nội tâm, chứ không phải nghe lời những cái tiếng nói bên ngoài, từ bên ngoài đưa tới ngoại cảnh. Chân nhân vốn thiêng liêng, với sự giúp đỡ của chân nhân ta phải chế ngự phàm nhân. Điều này làm xong rồi đến lượt chân nhân phải được chế ngự bởi chân thần, tức là cái ta vĩnh cửu. Muốn thành công trong việc này, đệ tử phải luôn luôn canh chừng các thể thấp của y và để ý đến sự tinh khiết về thực phẩm, thức uống và từ điển, cũng như phải giữ sự tinh khiết trong lời nói, tình cảm và tư tưởng của y vậy. Điều này đã được khai triển đầy đủ trong quyển Chân Sư và Thánh Đạo. Chắc giờ tôi cũng phải đọc lại quyển Chân Sư và Thánh Đạo. Thì chỗ này mình phải để ý đến sự tinh khiết về thực phẩm, thức uống và từ điển, và giữ sự tinh khiết trong lời nói, tình cảm và tư tưởng. Tức là mình không nên có những cái tình cảm không tốt, ví dụ tham sân si hay là ganh ghét hay là buồn phiền. Nhiều khi mình nhiều khi tôi nhìn xem những cái phim video mà có những con thú vật bị hành hạ đó, tự nhiên làm tôi buồn dễ sợ, xong rồi tôi không dám coi nữa, coi nó là mình buồn quá, từ cái từ điển của mình nó đi xuống. Nếu mà mình cứ buồn hoài thì sớm muộn rồi mình sẽ bị trầm cảm. Đoạn này anh hai có muốn góp ý gì không, hay là anh Huệ Lộc hay là anh Hợp? Anh hai có đọc quyển Chân Sư và Thánh Đạo chưa? Anh hai đi đâu rồi? Bây giờ cái vấn đề này ha, vấn đề hôm nay ha, học mình là quan trọng ấy. Là vấn đề là mình phải coi chừng nha, coi chừng mình có lúc mình sống phàm nhân mà cũng có lúc sống cái chân nhân nha. Vấn đề chân nhân với phàm nhân, cái là phàm ngã chân ngã. Tu hành nó cũng được, nó khó chỗ ha. Vậy thì có khi mình không hành tu sĩ mà cũng chưa ý thức được cái vụ này. Mình không học cho biết nó mà
nha, bởi vì thường thường đó, thường nó biết cái gì để theo dõi. Nên cái trường hợp cho cháu không không. Không phải một nguyên giáo mà không mẫu. Ai nói thật. Rồi có nhiều trường hợp phát cơm từ thiện của mấy người thì nó gơ mà mua đem đi bán là đủ kiểu đó thôi. Ai có biểu rồi. Thôi thôi coi chụp cái đó thì mình đi đổ thùng. Bên chỗ họp hả? Có phải là chỗ bên Tô Thảo không? Làm ơn mưu dìm. Tô Thảo, làm ơn mưu dìm dùng cái mic. Cái mic đây hả? Đấy thì hôm nay đó, cái vấn đề quan trọng nhất của sự phục hành đó là mình phải cố gắng sống với chân nhân. Mình có nghĩa là đừng để phạm nhân. Thì đa số mình chưa tu đó là chân nhân ở phạm nhân mình nó qua phạm dục luôn. Đâu có phải là chỗ bên Tô Thảo không? Ở bên Tô Thảo à? Không phải Tô Thảo chứ. Này Tô Thảo à, Tô Thảo là Tô Thảo trở lại. Đấy thì cái vấn đề á, cái việc mà tu hành với thâm nhập qua thì anh em thấy mình là đều là cứ bị tại thế không à. Còn tu ở nhà thì mình nhất tu tại gia, mình dừng tu chợ thứ ba trong chùa Phật. Mình chứ có trong chùa mình chứ tu quanh đó, mình tu ở nhà, tu ở nhà. Xin lỗi cho tôi có ý kiến à. Cái mic của chú hai nói hình như là giống nghẹt mũi quá, có nhiều khi cũng khó nghe. Dạ, để ra chị điều chỉnh lại coi nhớ rõ rõ. Tại điều chỉnh rồi. Nên thế đó đó rồi đó. Nghe rõ không? Rõ rồi. À rõ hả? Mình nghĩ nó một cái miệng gần micro á. Thứ nhất là để cái miệng gần micro. Thứ hai á, là mấy cái máy trung quân tắt hết đi. Nên nếu không thì bị chịu. Đây tắt mơ cho nên... Tại vì trong nhà anh hai á, 6-7 cái computer lận. Nó bất bình thường lắm. Mà thứ nào cũng lùi xỉn không à. Đồ xỉn không à, đồ xỉn là đồ người ta liệt á. Đồ xỉn là người ta liệt đó, mình làm cho anh xài. À, thì bây giờ á, làm gì em nào? À, mình học á, giới tâm học á, rõ ràng tu sớm học là tu tại gia không à. Anh em có nhận thấy được em, tu tại gia. Thấy không? Tâm học có được chuyên văn, tâm học có được gọi là sớm. Bây giờ lại giống nghẹt mũi rồi anh hai. Cũng nghẹt mũi. Bây giờ là bị echo. Tại sao mà echo quá trời vậy? Bây giờ nghẹt mũi lắm. Trời ơi là trời. Cái anh Huệ Lộc thử mưu đi xem mấy bên anh Huệ Lộc cũng hơi ồn. Hết rồi. Vấn đề mình tu tại gia không mà. Thấy không? Thâm thọc thường thường tu tại gia. Tu tại gia thì tiếp bao nhiêu. Rồi khó khăn thật chứ. Anh em thấy đơn giản. Mình sống trước cái mặt trên mặt cả sống giả, mình chứ phải sống người thật. Mình có một người thật mà mình biết bởi vì thành đang tham sân si chính là con người giả mà mình đương đương đa số thì sống trong đa số sống trước cái con người giả không con người thật. Thì hôm nay cái bài này cái công mình 160
phạm nhân, bởi vì mình đâu biết, mình đâu biết phạm nhân trên nhân có khi mình sống phạm nhân sống ai mà mình biết phải không? Mình tưởng mình sống trên nhân, trên nhân tức là con người thân của mình thì nó không có những thành tinh cấp gì, tự tin bác ái cái con người thân mình trên nhân. Cái đặc tính nó chạy trong mặt là tính cái sống mà mình sống cái phạm không tục tận tức là sống tục giả mình không đấy cái trang rồi cảm ơn anh hai bữa nay anh hai hơi bị nghẹt mũi à cái này nó cái micro này nó cũng đến thời kỳ bây giờ anh trong tuần anh đi sắm cái micro khác đi bên anh Huệ Lộc ơi ồn ào anh Huệ Lộc rồi bây giờ hơi hồi nãy nó hơi ồn ào bây giờ hết rồi bây giờ tôi nói tóm lại á, là mình muốn sống với chân nhân thì mình cũng nên tập những cái cách thiền định của mấy thiền sư đó. Thì tuần lễ vừa qua tôi có đọc cái cuốn sách này. Cuốn sách này là Tập Trung Tư Tưởng. Để tôi gửi cái link lên. Tập Trung Tư Tưởng, Concentration hay là Concentration. Đó, trong cái cuốn sách này dạy nhiều điều hay lắm mà tôi cũng chưa rút ra được. Bữa nào tôi phải dịch sơ lược ra để mang cho mọi người xem. Bây giờ mình đọc tiếp cái đoạn vừa rồi. Câu 169, con đường đi đến tự do tối hậu ở bên trong chân ngã của con. Tức là muốn đi đến tự do tối hậu thì mình phải sống bằng chân ngã. Con đường này bắt đầu và chấm dứt ở bên ngoài chân ngã. Tức là khi nào mà mình đi hết được sống bằng chân ngã đầy đủ hết rồi thì mình đi ra khỏi chân ngã là sống bằng chân thần còn khó hơn nữa. Thành ra là bắt đầu và chấm dứt ở bên ngoài chân ngã. Bên ngoài chân ngã là ở chân thần đó. Mẹ của tất cả sông ngòi không được loài người sẽ khen ngợi. Tức là mẹ của tất cả sông ngòi chắc là biển đây. Không được loài người khen ngợi, bà mẹ đó không đáng kể dưới đôi mắt kiêu hãnh của Tiếp Tí Ca. Trước mắt của những kẻ điên cuồng, hình tướng của nhân loại đều trống rỗng, mặc dù nó chứa đầy nước cam lồ rồi ngọt dịu. Tuy nhiên những con sông thiêng đều bắt nguồn từ thánh địa, và kẻ nào có sự minh triết đều được tất cả loài người tôn kính. Thì nếu mà những cái sự minh triết thì những cái kẻ điên rồ nó không có tôn trọng sự minh triết. Nhưng mà sự minh triết bao giờ cũng là cái điều mà chúng ta cần đạt đến. Thiên Chúa Giáo chính thống thường cho rằng sự phát triển linh hồn trải qua 3 trình độ liên tiếp. Trước hết con người làm lành vì sợ bị sa hỏa ngục. Kế đó y làm lành vì muốn lên cõi thiên đàng. Sau cùng y làm lành vì tình thương đấng Christ. Bởi Ngài đã tự hy sinh để đánh thức tinh thần hy sinh đó trong con người. Tuy nhiên vẫn có một giai đoạn thứ tư nữa, chúng ta tìm thấy con đường đi đến sự hợp nhất với chân ngã. Chừng đó con người làm lành chỉ vì điều lành chứ không phải để làm đẹp lòng sư phụ y hoặc để tỏ ra biết ơn Ngài. Như vậy chính chúng ta tự giải thoát mình. Tức là làm lành vì yêu mến điều lành thôi chứ không phải để làm vừa lòng ai. Chứ còn nếu mình còn lệ thuộc sư phụ thì cũng chưa được tự do. Sự tiến bộ trên đường đạo của chúng ta không tùy thuộc một lý do nào khác ở bên ngoài. Cũng không phải tùy theo thời gian đã trải qua ở một trình độ nào nữa. Chúng ta sẽ thực hiện được một bước tiến khi chúng ta đã phát triển được ở chính mình những đức tính và những năng lực cần thiết. Bận tâm nên điều này chỉ vô ích thôi. Vì theo câu tục ngữ, tamin thì quả đã chín mùi, không bao giờ còn ở lại trên cành. Tức là khi mà mình đã đào luyện được
đầy đủ đức tính thì giống như cái trái nó rụng xuống, mọi chuyện nó đều xảy ra một cách tự nhiên. Như chúng ta đã biết, người Tithika là người Bà La Môn khổ hạnh đi hành hương ở các đền thờ. Và theo bản văn thì dường như họ hơi tự đắc. Cũng thế, vài vị Hajis, người Hồi giáo đi hành hương đến Mecca cũng đã tự kiêu về cuộc hành trình của mình. Những người đó giống như người thế gian của thời đại chúng ta. Họ hãnh diện khi được nói rằng họ đã xem vở kịch cuối cùng hay đọc một quyển sách vừa mới xuất bản. Thật khó nói là họ có lợi gì trong việc đó. Tức là người thế gian của mình chỉ đua đòi nhau thôi. Thế mà mình mua được cái xe mới thì mình hãnh diện. Hoặc là mình đọc một cuốn sách mới thì mình cũng cho là mình là tiến bộ hơn người khác. Thật khó nói là họ có lợi gì trong việc đó. Thực ra là những cái việc đó nó cũng thuộc về phàm phu tục tử. Nó cũng không có cái một cái bổ ích gì về đường tinh thần. Người sao chép lại lời Đức Arya Sangha là một Phật tử nên có thể không vượt khỏi tinh thần giáo phái, vì hình như y xem tất cả những người Tithika đều thuộc hạng như thế. Thì bây giờ đó là ông Libiter, ông phê bình cái cuốn sách này là mang viết cái tên Tithika ra là người Bà La Môn, là như vậy là có thành kiến với lại đạo Bà La Môn. Thành ra là gán cho tất cả mấy người Tithika đều là mấy người kỳ cục, đều là mấy người kiêu hãnh, vân vân. Thành ra gom chung như vậy là không đúng. Sự quyến rũ lớn lao ở Benares, Hathwar, Kumbakonam và các nơi Tithra khác là lễ tẩy thể tại các con sông linh thiêng. Tại vùng sâu chót trên thánh địa này, những người hành hương đến đó trầm mình dưới những hồ nước dòng mênh mông, mà họ cho rằng ở đây được nước sông Hằng tiếp dưỡng ngầm dưới đất. Còn về những người Phật tử sao chép lại của chúng ta, y nhận định một cách tự đắc rằng những con sông thiêng chính ở Ấn Độ đều bắt nguồn từ một vùng linh thiêng, đó là xứ Tây Tạng. Có điều đáng chú ý là những con sông lớn như sông Hằng, sông Hindu, sông Aravati hay Irrawaddy đều bắt nguồn gần nhau trong dãy Ma Lạp Sơn rồi hướng về phía Biển Đông, hướng về phía Đông, phía Nam và phía Bắc. Bao quanh và thắt chặt lại ở vùng Bắc Ấn, trên hàng ngàn dặm trong một khoảng rộng lớn phi thường. Theo tác giả thì những nhà tu khổ hành kiêu hãnh ấy không biết xứ Tây Tạng, nơi mà họ khinh thường, đó là mẹ sinh ra các con sông linh thiêng này. Rồi khi so sánh xứ Ấn Độ với Tây Tạng, tác giả cho rằng theo quan niệm của những kẻ ngông cuồng sai lạc thì Ấn Độ là thân thể chỉ chứa nước tinh khiết trường sinh, và theo ông Tây Tạng là nguồn minh triết đáng được mọi người tôn kính, mà tất cả những người này không phải là những kẻ kém thông minh. Tác giả đây là ông Limiter phê bình tác giả của cái cuốn Tiếng Vũ Thinh, nói rằng là tác giả nói rằng là Tây Tạng là nguồn minh triết. Bây giờ tôi đọc thêm một đoạn mới. Bây giờ qua chương 6, con đường của Bậc La Hán. Cái này rất là hay. Không biết sao nó cứ bị ồn ào. Rồi. Con đường của Bậc La Hán. Thank you.
Bậc La Hán và Hiền Giả quán thông mọi sự vốn hiếm có như hoa của cây Udambara. Những vị La Hán sinh ra lúc nửa đêm. Xin lỗi nha. Những vị La Hán sinh ra lúc nửa đêm đồng thời với cây thiêng có 9 và 7 thân. Bông thiêng nở trong đêm tối dưới giọt sương tinh khiết và trong lòng giá lạnh của đỉnh núi cao phủ tuyết, nơi mà bàn chân của những kẻ còn mang tội lỗi không bao giờ bước tới được. Ông Libiter bàn như sau. Ở trình độ tiến hóa hiện nay, rất ít người đạt được quả vị La Hán. Đó là điều rất tự nhiên vì nhân loại được giả định cuối cuộc tuần hoàn thứ 7 mới đạt đến quả vị chân tiên. Và đối với vị La Hán, chỉ còn cách quả vị đó 7 kiếp nữa. Tức là từ La Hán mà lên chân tiên mất 7 kiếp thông thường. Tuy nhiên, quả vị La Hán vẫn hoàn toàn vừa sức chúng ta. Vấn đề chính là hiểu bản chất của mục đích ấy và dùng ý chí đạt đến nó. Dưới ảnh hưởng Đức Phật của chúng ta, hàng ngàn người đã trở thành La Hán nhờ từ điển phi thường của Ngài. Không bao lâu nữa, Đức Phật kế vị sẽ giáng lâm giữa chúng ta. Sự kiện ấy sẽ đem đến cho chúng ta những sự lợi lạc đặc biệt. Ý nghĩa tượng trưng trong đoạn này chắc chắn có thể giải thích bằng nhiều cách. Lúc nửa đêm có thể là lúc tối tăm nhất trước bình minh ló dạng. Lúc nửa đêm có thể là lúc tối tăm nhất trước khi bình minh ló dạng, lúc mà dường như thí sinh bị tất cả mọi người bỏ rơi, kể cả sư phụ của y. Chính là cuộc điểm đạo lần thứ tư mà nguyên lý thứ bảy trở nên linh động khi thí sinh tiến gần đến cõi niết bàn. Cây thiêng liêng có 7 thân cũng như con số 9 có thể tượng trưng cho điều đó, vì thật ra nguyên lý thứ 7 tiêu biểu cho tam vị trong nhất thể. Khi tam vị được thêm vào 6 vị khác thì thành ra 9. 3 cộng với 6 là 9. Người Ấn Độ cho số 9 có đặc tính thiêng liêng hơn cả. Nguyên lý thứ 7 tiêu biểu cho tam vị trong nhất thể. Cái này anh ai có hiểu nghĩa là gì không? Sao lại nguyên lý thứ 7? Nguyên lý thứ 7 là gì? À, nguyên lý thứ 7 là làm kể từ dưới lên à? Tức là có phải là ở cõi tối đại niết bàn không? Tam vị trong nhất thể, chắc là thượng đế chứ gì? Khi tam vị được thêm vào 6 vị khác thì thành ra 9. Cái này câu này hơi khó hiểu. Trước khi được điểm đạo lần thứ tư, muốn mở mang những đức tính cần thiết, thí sinh phải hoàn toàn chấp nhận những cuộc thử thách lớn lao và xuống tận nơi sâu thẳm nhất của cõi tối tăm. Hoa thiêng chỉ nở trong cõi tối tăm đó. Đó. Trước khi thành La Hán là phải chịu thử thách ghê gớm lắm. Giống như là Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thập giá đó. Đúng là ghê gớm. Hoa thiêng chỉ nở trong cõi tối tăm đó, kết quả của sự phát triển ấy cũng xảy ra trên cõi Bồ Đề. Câu 173, hỡi đệ tử, không một vị La Hán nào chứng được quả vị này. Trong kiếp mà linh hồn mới lần đầu tiên có nguyện vọng về sự giải thoát tối hậu. Tức là mình mới có nguyện vọng được giải thoát thôi, thì trong cái kiếp đó mình không thể đạt được La Hán, chắc ít nhất phải nhiều kiếp. Tuy nhiên con chớ lo lắng, không một chiến sĩ nào sẵn sàng tình nguyện chiến đấu. Trong cuộc giao phong giữa đạo quân sống và đạo quân chết,
cũng không một tên tân binh nào bị ngăn cản không cho xông pha vào con đường đưa đến chiến địa. Tức là dù sao đi nữa mình cũng đừng lo, nếu mình quyết tâm muốn tìm đạo giải thoát thì sẽ được đi trên con đường đó và mình sẽ cuối cùng mình sẽ được giải thoát. Bởi vì chiến sĩ phải chiến thắng hay phải ngã quỵ. Nếu người chiến thắng, niết bàn sẽ thuộc về người. Trước khi người dứt bỏ hình bóng di hài của người, nguyên nhân của những ưu tư và đau khổ vô tận, người sẽ được nhân loại tôn kính như một vị Phật. Đó, tức là người chiến sĩ đi trên cái con đường chiến đấu với bản thân để mà được giải thoát khỏi luân hồi, thì nếu chiến thắng thì sẽ được đạt được niết bàn, tức là được giải thoát, không bao giờ phải trở lại nữa. Thì khi đó đó thì trước khi mà đi lên có niết bàn thì nhân loại sẽ tôn kính người đó giống như là một vị Phật. Nhưng mà người đó mới chỉ là La Hán thôi. Nếu người ngã quỵ, sự thất bại ấy cũng không vô ích. Những kẻ thù mà người đã giết trong trận chiến cuối cùng sẽ không còn sống lại trong kiếp lai sinh. Có nghĩa là nếu mà cái người đó không có đạt được quả vị La Hán trong kiếp này đó thì cũng không phải là vô ích. Từ vì những cái tánh xấu thì đã diệt trừ, một lần đã diệt trừ rồi thì kiếp sau không còn những cái tánh xấu đó nữa. Thành ra chỉ có tiến thôi chứ không có bao giờ phải lùi. Nhưng nếu con muốn vào niết bàn hay không nhận lãnh phần thưởng, con chớ vì lý do hành động hay không muốn hành động hỡi con người đầy lòng dũng cảm. Con nên biết rằng vị Bồ Tát từ chối sự giải thoát để mang những nỗi khó nhọc của đời sống bí mật được xưng là bậc thượng tôn. Hỡi đệ tử tình nguyện chịu sự đau khổ qua các chu kỳ. Đức Subaru giải thích sự tranh đấu giữa người sống và kẻ chết như sự chống đối giữa những người hiểu biết và những người không hiểu biết. Người ta nhớ lại những lời dạy Ancyon, Đức Thầy Kutumi cũng phân biệt như thế. Ngài nói, nhân loại chia ra làm hai hàng, những người hiểu biết và những người không hiểu biết. Này là trong cái cuốn Dưới Chân Thầy đó. Những người đã thấy con đường đạo và những người chưa thấy. Ngài còn nói thêm rằng điều đáng phàn nàn hơn cả là chẳng những họ là những người mê tín và hẹp hòi mà hàng triệu người đều cho rằng họ sống hạnh phúc trong sự vô minh của họ. Họ tin chắc rằng ngoài những sự vật dưới thế gian này không có gì xứng đáng cho họ cố gắng cả. Đó là những người duy vật vô thần. Bà Blavatsky lại thấy trong cuộc chiến đấu đó sự giao tranh giữa chân nhân từ trường tồn và cao cả với phàm nhân cá biệt hay thấp kém tượng trưng cho kẻ sống và người chết. Thì trong cái cuộc chiến đấu giữa mình với mình, tức là mình chiến đấu với bản thân để mà mình dẹp bỏ những cái tính xấu tham sân si đó, thì Blavatsky thấy là đó là chiến đấu giữa chân nhân trường tồn và phàm nhân cá biệt thấp kém. Và chân nhân thì bà coi như kẻ sống, còn phàm nhân thì bà coi như người chết, từ vì phàm nhân của mình là qua một kiếp là đâu còn nữa đâu. Thì lại có một phàm nhân khác, một cùng một chân nhân nhưng mà sẽ ra rất nhiều phàm nhân để mà luân hồi. Nhiều người họ sống cuộc đời này họ thấy rất là hạnh phúc, họ không cần đi tìm tòi gì về cuộc đời sau khi chết cả, họ không quan tâm, họ nghĩ rằng là họ sống ở đời này hạnh phúc rồi. Thì trong lòng họ chỉ sống bằng cảm giác thôi. Sống bằng cảm giác với lại đầy đủ là tiền bạc rồi ăn uống rồi đi chơi du hí vân vân. Thì đối với họ như vậy là đầy đủ rồi, họ không muốn nghĩ ngợi xa xôi mất thì giờ. Thì ở đây là mấy vị đã nói là mấy người đó là họ mê tín và hẹp hòi. Họ là người mê tín và hẹp hòi. Mê tín là vì họ không hiểu gì về đời sống tâm linh, họ chỉ tin tưởng ở cái trái đất này thôi và đời sống vật chất này thôi, đó là mê tín. Và hẹp hòi tức là đầu óc họ không có mở rộng được, họ không có nhìn xa trông rộng gì hết. Ok, có ai muốn bàn gì về đoạn này không? Tô Thảo có muốn nói gì không? Phúc vô rồi ha.
Có ai có câu hỏi gì không? Nói, tôi nói nghe không rõ thì nó cũng rõ. Bây giờ nghe được rồi đó, bây giờ anh nói bây giờ nghe rất là rõ. Ok, nghe rõ không? Anh đừng nói lớn quá, có khi anh nói lớn quá nó bị méo đó. Thành ra anh chị em ở tu, thường thường tu, mình tu mà là chiến sĩ. Được mà tu hành được chiến sĩ nha, anh em nhớ nha. Mỗi người mình làm chiến sĩ, à tu làm chiến sĩ, mà xung quanh mình là kẻ địch không, vợ con, anh em, bè bạn, những người xung quanh toàn là kẻ địch không nha. Không phải đâu. Anh nói lộn rồi, mình chiến sĩ mình chiến thắng bản thân chứ sao những người xung quanh là kẻ địch được. Anh nói ngang lắm. Đó thì nghĩa là mỗi người mình tu hành là chiến sĩ, và chiến đấu bản thân và chiến đấu bên ngoài, và lúc nào mình sơ xuất chút là người ta đập mình, phải không? Tôi đâu thấy ai đập tôi bao giờ đâu, anh hai tưởng tượng nhiều quá. Tôi thấy người chung quanh nó toàn là tốt với tôi không à, không ai đập tôi bao giờ hết á. Coi chừng á, tôi nói vậy thôi thì các anh hai nói ngang chừng. Anh hai nói ngang đó, thành ra là tu hành nó khó lắm chứ không phải đơn giản đâu, phải cố gắng hết sức. Cái phàm nhân của mình nó luôn luôn nó nổi loạn không à. Thì đó, cái đó là đúng. Nó làm chủ mình không mà mình không biết. Và trong người mình có bốn con thú mà mình đâu biết đâu. Rồi cái khi tài thiên nó làm chủ mình cũng không biết. Cái trí của mình đó, kiêu căng ngạo mạn đủ thứ. Rồi cái rừng thua chỗ đó. Người ta phải cố gắng cho nó, phải làm chủ cái phàm nhân. Kiểm soát tầm nhân đó vấn đề, nghĩa là trường kỳ khác chiếm. Con người nói chung là ích kỷ đó, con người nói chung là ích kỷ. Tại vì mình làm cũng trường kỳ, ai cũng muốn bảo toàn cuộc sống của mình, ai cũng muốn bảo toàn thân thể mình, hạnh phúc của mình, tất cả mọi thứ. Các bạn đã nhớ về một người chúng ta là chiến sĩ, tốt là chiến sĩ. Tô Thảo có muốn góp ý không? Cái chỗ này rồi còn để còn cái kiến chút. Kính thưa quý vị đồng học, là cái chỗ thầy cô Thướng nói đó là mình nói chung là bây giờ chúng ta là như là bác Hai cũng nói là chúng ta đang tìm hiểu chân lý, chúng ta đang đi theo con đường mà các chân sư mình đã đi, nhưng mà những cái đường lối, các đường lối mà chân sư đi qua đó không ai giống ai hết, mỗi người đều đi một con đường riêng, mà mục đích cuối cùng là giải thoát. Chúng ta để ý là thấy á, thì bây giờ mình làm sao mà mình cũng tiếp thu những cái giáo pháp này, nhưng mà mình vận dụng vào trong cái cuộc sống riêng của mỗi người. Chúng ta có một cái đạo riêng từng người, rồi chúng ta tại vì hiện giờ đó mà nói đó, có nhiều người họ quan điểm sai là tu học bây giờ là phải đạt cho tới hạnh phúc, mà hạnh phúc là theo cái trải nghiệm mà mình con người tu hành trong học tập. Bây giờ thấy đó là cái hạnh phúc mình đi đạt được trên từng bước đi, chứ không phải là cứu cánh. Cái cứu cánh cuối cùng là giải thoát. Còn cái hạnh phúc an lạc mình có trên từng bước đi của mình. Nếu mình tu mà mình buồn phiền, còn phiền não là chưa phải là con người đang đi tu, đi sai đường rồi đó, đi lạc đường. Cho nên cái những con đường mà mình đang học giáo pháp của các chân sư đã đi qua rồi, họ đều đi mỗi cái lộ trình đi, họ đều khác nhau hết, những chân sư đều khác nhau hết, nhưng mà cái cứu cánh cuối cùng giống nhau. Thì chúng ta cũng vậy, như mỗi con người chúng ta đang tu ra trên cái diễn đàn này, cũng mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên làm sao mà mình biến hóa những cái giáo pháp này, những cái giáo lý này, những cái tiếp cận, những cái chúng ta đang thảo luận nè, thành con đường riêng của mình. Mỗi người có mỗi nghiệp mà, thành ra con đường nào, cái lộ trình tu chúng ta không giống nhau, nhưng mà làm sao mà chúng ta có an lạc, hạnh phúc trên từng
riêng, chứ không phải là đi để tới đích mới hạnh phúc. Mà làm sao mà mỗi bước đi, cũng như mỗi bây giờ chúng ta đang tu học, chúng ta có thể an lạc, hạnh phúc trên từng bước đi của mình. Thì cái cố gắng cuối cùng á, làm sao được cái điều này, thì chúng ta phải thiền trong từng giây phút hàng ngày. Mà cái thiền mà bây giờ đa số á, cứ phải là quan niệm cái thiền á, là thiền ngồi xếp bằng, nhắm mắt, quay mặt vô tường. Thiền đó là phải nói là theo một số, theo con hiểu đó, là mới tập. Còn thiền chân chính là thiền trong cuộc sống, thiền đi vào cuộc sống, đi vào trong, đi đứng nằm ngồi, thiền trong cuộc sống. Và cái thiền này làm sao mà chúng ta phải xuất phát từ cái chân tâm như này, cái bậc hai đó là sống từ bằng cái chân ngã đó. Làm sao mình, tại vì hiện giờ mình lại thuộc vào phàm ngã nhiều quá. Khi mà mình phàm ngã nhiều là tại vì do mình tiếp cận vật chất nhiều quá. Mà khi sống phàm ngã đó thì thường mình hướng ngoại nhiều hơn. Hướng ngoại nhiều hơn, mà hướng ngoại là gì? Hướng ngoại là ví dụ như mình thì giáo pháp không tiền học, mình đã đang nghiên cứu về các tôn giáo. Mà các tôn giáo mà mình nghiên cứu không khéo đó, mà mình nghiên cứu ngay cái từ cơ bản á, cái sơ cơ á, thì mình chỉ mới thấy còn là hướng ngoại không à. Cái giáo pháp mà tôn giáo dạy cho những con chiên hay là những Phật tử đâu đó, giáo pháp thấp á, là còn hướng ngoại mà. Khi mà nghiên cứu cái tộc đỉnh của cái tôn giáo đó đó, mình mới thấy là hướng nội nhiều. Cho nên những cái thành quả, những cái chứng đắc của mấy vị chân sư á, hay cái mấy vị giáo chủ bên các tôn giáo thường là cái giáo chủ thì thường thường không à. Cho nên mình mà đi vào nghiên cứu tôn giáo, mình nghiên cứu chưa cao đó, mình sẽ thấy hướng ngoại là những cái sơ cơ, là dành cho những con chiên, những Phật tử cơ bản căn cơ. Còn nếu ta đi nghiên cứu cao tột đỉnh của nó thì ta thấy được là cái hướng nội. Đó, cho nên bây giờ chúng ta phải không thiên học là nghiên cứu các tôn giáo thông qua chân lý, thì từ cái tôn giáo đó mình thu thập cái chân lý cuối cùng. Cái chân lý đó là cái tối thượng thừa của các tôn giáo mình kinh qua mình lấy ra. Rồi mà cái đó mình rút ra rồi mình đưa vào trong cuộc sống mình linh hoạt ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày. Thì cái đó là mà cái tinh túy đó mình phải thấy được. Chứ không khéo á, mình tiếp cận với tôn giáo á, không khéo á, là dễ bị cái bên ngoài lôi kéo mình lắm. Cho nên phải giữ chân tâm, bỏ cái vọng tâm vọng niệm mình nhiều quá. Thành ra mình phải giữ chân tâm mình lại. Cái chân tâm là cái về Phật giáo kia Phật tánh mình gọi là chân ngã. Đó, cái chân ngã, cái chân tâm mình phải lúc nào cũng giữ chân tâm, bỏ vọng tâm. Mà cái này mà muốn giữ được á thì có ba cái mà mình muốn giữ được, mình muốn có chân tâm giữ được thì bỏ bớt cái cuộc đời mình nên coi như là, thì con biết á, mình tu theo cái hồi trước mình hay nói là tính hạnh nguyện, bây giờ mình đi theo con đường là tính hành chứng. Có niềm tin là quan trọng nhất là niềm tin. Tu mà không tin là không được, mà khi tin rồi là phải hành rồi mới chứng ngộ. Đó là cái tính hành chứng là cái tu thực tế của thời đại này. Hồi trước thì ta nói là tính hành nguyện. Tính cái người tu là phải luôn phải có hạnh rồi, người tu là đương nhiên phải có nguyện rồi. Cái chuyện đó mình không nói nữa. Bây giờ tính hành, có nhiều cái tính mà không hành. Đa số Phật tử hay là con chiên nhà thờ bây giờ có niềm tin, cũng như bên công giáo đa số là đi theo phái Bhakti Yoga, tôn sùng và tín ngưỡng. Đa số họ đi nhà thờ là họ có từng tin đấy, nhưng mà có hành được không? Ra khỏi nhà thờ cũng còn chữ thời, ra khỏi nhà thờ cũng còn mắng chửi nhau hay là xô đẩy nhau, thì cái đó là cái mình thấy ở vấn đề sơ cơ. Thế cho nên là tính là phải hành là cái trải nghiệm trong cuộc sống, thực hành rồi mình mới chứng nghiệm được. Và cái chuyện chứng nghiệm đó mình tự mình chứng á, chứ mà chứng cho mình đấy đó, tự mình chứng, tự mình thấy cho mình trong mình. Cho nên cái điều này chúng ta cũng lưu ý, và muốn làm được cái đâu đó thì bớt cái cuộc sống vật chất lại, như là mình tu tam bất quản, bớt quản việc, bớt cái là có ba cái quản lại: quản người, quản việc, quản tiền. Bỏ ba cái quản đi, kiểu tam bất quản á, mình quản việc nhiều quá thành ra nó vọng động nhiều, quản người nhiều quá cũng vọng động nhiều, quản tiền nhiều quá cũng vọng động nhiều. Bỏ ba cái quản này hết, bớt quản lại thì mình sẽ hòa nhập với
thiên nhiên, với vũ trụ, rồi với thiên nhiên, với trời, với gọi là với trời, với đất, rồi với hòa hảo với thiên nhiên, mà sống tự nhiên, tự nhiên như là bên Phật giáo kêu là như thị á, thì sống tự nhiên thì mình cuộc sống mình sẽ an lạc hơn. À, xin nói đã. Cảm ơn Đô Đà. Cho em một chút ý kiến được không ạ? À. Vừa rồi nghe Huynh, nghe đạo Huynh nói là hành. Hành. À, cái pháp hành. Nhưng mà hành như thế nào? Kỳ thuật dạ. Hành ra sao? Tại vì ấy, mỗi tôn giáo họ có một cái lối hành riêng của họ. Bây giờ Huynh đưa ra phương pháp hành cho cái nhóm thông thiên học này. Vậy thì cái kỹ thuật hành như thế nào ạ? À, kỹ thuật hành thì đó, cái cơ bản không cần biết rồi. Mình phải có cái tâm từ biết buông xả, hy sinh. Cái tâm hy sinh mình trước đi, mình bây giờ phải lấy cái tâm hy sinh làm đầu. Và hy sinh mà muốn hy sinh thì phải cái hành đầu tiên đó là hành bố thí. Trong cái cuộc tu hành của mình đó là hành bố thí nhẫn nhục là hai cái hành quan trọng nhất. Mình có hy sinh mình mới dám bố thí được. Cái bố thí này đó là cái bố thí pháp, bố thí vô quý, là bố thí nội tại. Còn cái bố thí ngoại tại là dùng vật chất. Mình nếu mình nghèo, nghèo thì mình bố thí nội tại được rồi. Cái bố thí pháp và bố thí vô quý. Như cái bố thí này là từ trước mình có nói rồi đó. À, thì cái đó là mình cái, nhưng mà có tấm lòng hy sinh trước. Tại vì cái tiêu chí của người thông học là hy sinh mà, hy sinh phụng sự bác ái mà. Thì cái chuyện đó thì chắc là các thành viên thông học chắc biết hết trơn rồi. Có tấm lòng đó thì chúng ta mới đi vào cái bố thí được. Rồi bố thí rồi mới nhẫn nhục chịu đựng. Rồi mình thấy muốn nhẫn nhục được thì sao? Nhìn thấu vấn đề. Nhìn thấu vấn đề là chúng ta đang học nè. Chúng ta đang tìm hiểu nè. Khi tìm hiểu càng trễ rồi ta thấu được rồi. Ta buồn xả mới về. Chúng ta đang học này để nhìn thấu nè. Nhìn thấu vấn đề của thật tướng của tất cả vạn pháp. Vạn pháp bình đẳng, như chúng ta hay nói là gì? Người và vạn vật đồng nhất thể đó. Cái tiêu chí là hay nói đây, hay nói đó, vạn vật đồng nhất thể, vạn vật nhất thể, vạn vật gọi là vạn pháp chân nhất á, nhất chân á, vạn pháp bình đẳng. Thì cái điều này mình biết vậy rồi thì mình sẽ hòa hợp với thiên nhiên, hòa hợp với thiên, với địa, thì hòa hợp với chúng sanh, cứ để cho nó tiến hóa tự nhiên. Giả sử như mình có hoàn pháp đi nữa, cũng để cho đến cách tự nhiên không bắt buộc ta nghe mình. Mình nói như chuyện đằng này, tất cả những chúng ta đang tham khảo, nghiên cứu, tham cứu vấn đề. Thì mỗi người đều có căn cơ riêng. Ai thấy đó vấn đề đúng thì theo căn cơ mình chờ đúng. Còn người khác thì căn cơ họ chưa nhận ra được thì cứ để họ đi theo cái căn cơ của họ, chứ mình không bắt buộc nghe. Mình đang tham cứu mà. Tham cứu nhiều vấn đề thì chúng ta có quyền tự do của mỗi người. Thì vấn đề đó là vấn đề hành. Hành làm sao mà không bắt buộc ai hết. Hành trên thằng tự giác. Thì vấn đề đó mà chúng ta tiến tu như vậy. Chúng ta tu không có vội. Từ từ mà tu. Cũng như cho như hôm trước tôi có nói là trồng cây gì đó. Trồng cây cái từ từ nó phát triển, rồi từ từ nó ra quả. Có nhân tốt thì quả sung sướng. Đó thì cái như thế đó là cái hành. Hành này tự nhiên mình trải nghiệm được thì mình thấy mình chứng thôi chứ đâu ai chứng cho mình. Như vậy là nhắc lại cái vấn đề lục độ bên Phật giáo rồi. Bố thí trì giới định dục tinh tấn tham thiền trí huệ. Nhưng mà đây là cái khế lý. Còn ở đây để muốn nói được vấn đề khế cơ kìa. Khế cơ là như thế nào khi mà áp dụng hành? Cái nghề nghiệp của mình, khế cơ là ví dụ như mình đi trong cái nghề nghiệp cuộc sống của mình bình thường, cái nghề của ví dụ như bên của bên chú là bên dược bên trong cứu, thì mình đưa cái giáo lý này mình vô mình muốn phụng sự thế gian, mình giúp người đó là cái hành của mình đó, cái hành của mình đi vào trong cuộc sống là mình đi vào đưa một cái nghề nghiệp của mình, cũng như con nào ví dụ thôi, một cái đơn giản thôi, người ta thường nói là gì? Học tập tiến tu ngày ngày thêm hạnh phúc. Con đưa câu này vô cho học trò và học trò là học bên trong nhà đạo mình có gì? Học tập tiến tu. Bây giờ con đưa học trò vào trò là gì? Học tập tiến lên ngày ngày thêm hạnh phúc. Trong đạo mình nói là gì? Rèn tâm tu đức kiếp kiếp thoát khỏi bên mây. Thì con dạo trò là rèn tâm nuôi trí dạng ngày ra khỏi bến mê. Tức là mình sửa lại, mình dùng những giáo lý đó mình sửa lại, mình đi vào cuộc sống, mình đi theo từng nghề nghiệp của mình. Mình giúp cho nó giác ngộ được từ từ. Cũng như tương lâu con dạy nó con đấy, có con mà học mà con đi theo luật nhân quả. Cái luật nhân quả là con sẽ học giỏi. Hay là lâu mình nhớ là con nhớ tới cha mẹ, con sẽ học giỏi.
với là học dở là con phạm lỗi gì, con để trái tay lên trái tim của con, đặt trái tim lên đó, đặt tay lên trái tim, nhớ tới cha mẹ là con còn học giỏi. Tức là mình làm sao mà mình đưa những cái nhỏ nhỏ đó vào trong cuộc sống mình, giáo dục nó, là mình từ từ mình đưa cái đạo vào trong cuộc sống, mình đưa đạo vào là mình hành cái đó, mình hành, mình linh động cái đề này, là mỗi cái mỗi hành thì tập từ trong nghề nghiệp của mình thôi, chứ mình đừng có tức là đâu có lý thuyết được, đó liên quan thực tế là vậy đó. Mình biết quyền biến và linh động sáng tạo từ đó, thì từ từ nó có nhiều cái cơ hội đến với mình đang thương, mình có cái tâm thôi, nhớ tới nó thì mình sẽ tận dụng được cơ hội. Như mỗi ngày tôi tới trường, tôi luôn luôn nghĩ ra hôm nay tôi dạy học trò cái gì, trong thời học tôi phải đưa cái đạo đức vào, tôi cố gắng đưa đạo đức vào để giúp cho nó biết được rõ hơn nhân quả. Hầu như bây giờ giáo dục bây giờ nhà trường á, nó không có đạo đức nữa đâu. Tôi chắc chính vừa dạy tôi biết mà, giáo dục nhân quả không à. Chính vì vậy mà hiện giờ đạo đức đang xuống cấp này. Nhà trường cũng mất đạo đức, không có giáo dục đạo đức. Qua gia đình thì ăn cơm toàn là ăn cơm hộp, không có ăn cơm truyền thống, mất đi cái giáo dục gia đình luôn. Rồi xã hội thì giáo dục đạo đức có không? Thành ra ba cái môi trường này mà đạo đức không còn nữa thì cuối cùng đứa nhỏ bây giờ nó đạo đức đang suy thoái. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy được. Cho nên tôi đưa từ trong bài giảng tôi đưa làm sao mà tôi gắn vô cái luật của thiên cơ, tôi giáo dục cho nó từ từ. Dĩ nhiên mỗi ngày tôi giáo chút thôi, không có lắng nhiều, và cho thấy được cái luật nhân quả. Có còn mà thấy rõ luật nhân quả con học giỏi lắm, biết nhân biết quả là con học giỏi lắm, để có quên cái luật này. Đó là tôi ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Còn bên chỗ như chú Lộc thì là có thể ứng dụng trong cái anh ngành đi, mình tăng duân, mình vận dụng cái kiến thức của mình vào trong cái ngành của mình, cái nghề mình, để mình giáo dục người ta cái đạo đức luôn. Đó là ý của con vậy. Tô Thảo dạy môn gì? Dạ môn tiếng Anh. Ồ, dạy môn tiếng Anh mà cũng giáo dục đạo đức được rồi ha. Tại vì mấy em đâu giờ yếu quá, nhiều khi nó lười biết hay gì đó, khen vô câu lấy nho đạo thích nho, nho thích đạo, rồi mình Khổng Tử á, những câu đó mình đọc lên nói ồ thầy cũng biết hát Việt rồi nữa. Thì nói thì bây giờ học trò nhỏ giờ đâu biết cái này đâu, mình biết được cái gì mình đọc cho nghe rồi giáo dục nó, khen vô chút mà nó nghe nó thích đó. Dạ đó, vậy đó, cho nó từ từ, chứ giờ nó mình bây giờ trong cái nghề mình đâu có hoằng pháp được, đâu có đi như mấy thầy mấy tăng mấy đi học trò hoằng pháp. Học trò nó lớp mấy? Học trò thôi. Học trò lớp mấy? Lớp mấy? Dạ lớp cấp 2 con. Ờ cấp 2 teenager. Dạ. Tốt. Bây giờ anh Văn có thể góp thêm ý kiến về vấn đề hành được không anh Văn? Hành đạo á. Tôi thì tôi chỉ có ý kiến là mình cứ lấy quyển Dưới Chân Thầy ra đọc cho ký rồi làm theo đó. Còn anh Văn ý kiến sao? Cho em có ý kiến. Vấn đề vấn đề cái hành á thì tùy căn cơ mọi người. Mọi người có một trình độ riêng. Chẳng hạn như chị Thuấn chỉ là cao học computer rồi, mà em là mới sơ học vô, mới học vi tính, thì cách hành của em làm sao bằng chị Thuấn được. Vấn đề trong điện toán thì bây giờ mình cứ nói chung chung là hành, nhưng mà hành cái kỳ vừa rồi em có nói khế lý nó khác, khế cơ nó khác. Cái lý ấy, tiêu diệt tham sân si, ok, chung chung vừa rồi anh Tăng Thuần anh đưa ra như vậy, đó là khế lý. Đâu phải Tăng Thuần đâu. Khế cơ của nó là làm sao mà mình đạt cái vấn đề mà chẳng hạn ngồi thiền, chẳng hạn ngồi thiền phải bằng phương pháp nào. Bây giờ trình độ của em mới mẫu giáo mà đưa cho em cái thực hành mà của trình độ đại học thì làm sao em ngồi được. Thì với cái giáo lý thông linh học cũng giống như giáo sĩ Huyền Môn nào, thì đưa vào cái trình độ để cho phù hợp cho mỗi chúng sinh. Rồi, chẳng hạn như tụi em là mới sơ cơ thôi, nói thông linh học là em là tham gia 40 mấy năm rồi, nhưng mà bây giờ tam thể thường, ba thể hạ em chưa biết gì hết, rồi thể vía thể phách chưa thấu triệt gì hết, ngay thì cái căn bản của con người cũng chưa biết, thì bây giờ nói hành làm sao mà làm sao được. Sợ rằng nếu mà tự hành không có thầy thì đi sai được. Đó, thì mong quý huynh tỷ đến đây thông tin học giải thích và chỉnh cho chúng em với. Bây giờ nhờ anh Văn nói trước đi rồi lát tôi có ý sau. Thì giống như là các anh chị đã có ý kiến đó, cái hành đó là nó phải tùy thuộc vào cái
căn cơ, cái trình độ, cái cố gắng của mình. Và cái quan trọng nữa đó là nó tùy theo cái nghiệp duyên của mình. Ví dụ như là mình đã có cái công mà gọi là trồng cái nhân mình đi tìm chân lý học đạo từ những kiếp trước đó, thì cái kiếp này mình có cái duyên vào trong một cái gia đình đạo đức, mình có cái duyên gặp được cái sách vở về chân lý nó thích hợp với mình. Mình có cái duyên là gặp những bạn bè, những nhóm học để cùng học với nhau để tiến lên. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là do cái sự cố gắng của từng cá nhân. Cái sự cố gắng đó đó, có cái niềm tin, có cái ý chí thì cũng tốt, nhưng mà nó chưa đủ. Chưa đủ là tại sao? Là tại vì mình còn mang cái xác phạm, mình còn sống ở trong cái môi trường, thành ra không ít thì nhiều mình vẫn bị cái ảnh hưởng của gia đình, của môi trường, của quốc gia, và quan trọng nhất là cái ảnh hưởng của khối tư tưởng mình bị đặt ở trong. Bởi vì cái khối tư tưởng này đó, nó rất là mạnh. Mình ở một quốc gia nào đó, mình chịu ảnh hưởng của quốc gia đó. Mình ở trong một cái nhóm học nào, mình chịu ảnh hưởng của nhóm đó. Mình nghiên cứu về một tôn giáo nào thì mình chịu cái ảnh hưởng của tôn giáo đó. Vì vậy cho nên đó, là nó có những cái quy luật của các tôn giáo đặt ra để giúp cho mình đừng có bị cái ảnh hưởng của những cái tư tưởng đó mà quên đi quá trình cái khả năng của mình và cái ý chí, cái hành của mình. Đó, cái đó là cái rất quan trọng. Một người sơ cơ, sở dĩ họ không hành cao được là vì cái điểm thứ nhất, họ bị chìm đắm ở trong cái vật chất. Cái điểm thứ hai, họ không ý thức được và không chấp nhận được có một cái chân lý ẩn tàng ở khắp mọi nơi. Cái thứ ba nữa là họ không có cái cơ duyên để gặp một vị đạo sư hay là một cuốn sách thích hợp với trình độ của người đó. Và cái thứ tư nữa là quan trọng nhất là sự dẫn dắt của một vị chân sư hay có một vị huynh trưởng dẫn dắt cái người này đến một cái trình độ mà họ có thể tiếp xúc được với chính cái chân sư bên trong của họ, tức là họ nghe được cái tiếng nói vô tình, được cái tiếng nói vô tình ở trong con người của họ. Khi một người đệ tử mà được một vị chân sư bên ngoài dẫn dắt đi đến một trình độ mà nghe được chính cái tiếng nói vô tình hay là dẫn dắt của chính cái vị sư phụ bên trong đó, thì cái người này đó tương lai huy hoàng vô tận. Bởi vì cái người này đó không còn bị cái ngoại cảnh nó chi phối và hư dẫn dắt nữa, mà người này đã biết cách sử dụng những cái bài học, những cái kinh nghiệm của các vị tiền bối, các vị đạo sư bên ngoài áp dụng vào trong cái phàm nhân của mình để mà đưa cái kinh nghiệm bình thường của mình đến hòa hợp với cái minh triết của chân ngã. Và do đó đó, lần lần cái tâm của mình đó đã được chân ngã so sánh, và giữa chân ngã của mình và chân ngã chân sư nó lần lần nó đồng dịp. Rồi mình sẽ cứ thế mà mình theo các ngài mình tiến bộ. Đó là nói một cách đại cương thôi. Còn mà đi vào trong đó thì nó còn tùy nghiệp, tùy theo nhiều cái yếu tố khác. Mình nói một cách tổng quát thì nó là như vậy. Còn mà đi vào cái hành của từng cá nhân đó thì cái nghiệp của cái người đó và sự cố gắng của cái đó, cái duyên phận của người đó, nó đóng một vai trò rất là quan trọng.
thực hành ứng dụng đó, và mình biến cái lý thuyết đó trở thành những cái điều mà mình sống với nó. Do đó những cái quy luật, những giới răng đó, nó không phải là những cái gì mà những cái quy luật chết, mà nó trở thành những cái đức tính của một con người bước trên con đường đạo. Do đó cái lục độ của Phật giáo như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ đó, nếu mà hiểu đó thì có nhiều cách hiểu khác nhau, bởi vì nhiều có nhiều cái trình độ khác nhau. Nhưng mà hiểu làm sao để cho chính cái trình độ mình tiến bước được, và chính cái lục độ của mình áp dụng dùng của Phật giáo đó, thì nó trở thành 7 tầng cửa đạo của thông thiên học, hay là nó trở thành những cái điều kiện của pháp môn yoga, vân vân và vân vân. Đó, thì tụi ông góp ý như vậy. Vâng, cảm ơn anh Văn. Bây giờ về cái vấn đề hành đó thì cũng có thể là tập thiền. Ví dụ như là anh Huệ Lộc mà chưa bao giờ thiền, không nắm vững vấn đề thiền đó, thì anh nên tham gia một cái ngôi chùa nào đó, họ có những khóa tu thiền đó. Anh đến anh tập thiền đi, từ vì ngoài cái vấn đề thiền tứ niệm xứ, tức là đi đứng nằm ngồi ra, mình vẫn cần những cái giờ phút mà mình tập thiền, mình ngồi một nơi tập trung tư tưởng, thì có những khóa thiền như thế để cho thành viên thông niên học đi tu thiền thì cũng rất là tốt. Anh Huệ Lộc có bao giờ tham gia chùa nào không? Có. Em không được ngồi thiền, học thiền, mà còn đi dạy thiền nữa. Có. Nhưng mà không đâu tới đâu hết. Mình chưa có kết quả mà làm sao mình dạy người ta được. Giống như người biết bơi, không biết bơi mà đi cứu người chết đuối sao được. Thành ra em ngồi thiền khi 6 tuổi đến tới giờ, mà cho tới giờ này mình chưa thấy kết quả gì hết. Tôi nghĩ rằng có kết quả, chứ nếu mà anh có lòng tốt, rồi biết thương súc vật, rồi biết giúp đỡ người ta, rồi tính tình điềm đạm, không có nổi nóng, như vậy là cũng có nhiều kết quả rất là tốt. Chứ anh nói không có kết quả tức là anh muốn có thành công. Trời ơi, tính em nóng còn hơn Trương Phi rồi. Tính em bây giờ cũng còn nóng này, tâm còn động lắm. Nếu thế thì tức là vì anh ôm đồn. Mấy anh chị cái kỹ thuật thì hành đó. Thì hồi nãy Tô Thảo cũng nói đó là anh bớt đi. Tức là anh ôm đồn nhiều quá. Anh ôm đồn nhiều quá, cái cơ thể của anh nó không chịu nổi, nó phản ứng. Thì nó phản ứng nó sẽ bằng những sự nóng nảy của anh. Thành ra cố gắng bớt việc. Từ vì cái người làm việc nhiều. Bây giờ nó nói ôm nhiều, bây giờ mình ôm ai ôm? Thì anh cái đó cũng là tham nữa. Cái đó anh muốn làm việc tốt. Tham chứ. Trong cái tham nó có gì, cái tà tham và chánh tham. Chứ chẳng hạn như 30 mấy năm rồi, hồi quá không biết đâu. Của mình mà để cho người ta trưng dụng. Thế bây giờ mình phải xin lại chứ. Nếu mà bây giờ em xin, mấy chị cũng xin, thì ai xin đây, ai lấy lại đây? Thì lúc nào anh cũng giống như là bị động, làm việc gì cũng bị động ấy. Thành ra đến lúc mà anh nổi nóng lên thì, nhưng mà tôi không thấy anh nổi nóng bao giờ. Anh nổi nóng như thế nào? Chưa đúng chuyện đó chị ơi, chuyện nóng dữ lắm á. Đúng chuyện là em nghĩ là em là thượng đế đó. Nếu vậy tức là anh phải khắc phục thôi. Cái đó là những cái dịp may đưa đến cho anh. Vậy em mới hỏi cái cách thành như thế nào đó. Thì khi nào Cứ lý thuyết mà ngồi thiền hít vô thở. Bây giờ thế này. Khi nào như anh Văn vừa nói, ngồi thiền phải có chân sư, phải có sơ huynh chỉ dẫn cho mình, không thầy đố mày làm nên. Đó. Nhưng mà bây giờ kia chân sư kiếm đâu? Còn sư huynh, người hướng dẫn kiếm đâu? Còn tới chùa hay tới nhà thờ, bây giờ em thất vọng rồi. Bây giờ em không tới chùa nữa mà lại càng không tới nhà thờ, vì em thấy có không tất cả, nhưng mà em thấy có một số thầy ở chùa với một số linh mục ở nhà thờ, đạo hành của họ không dám nói 100%. Nhưng mà em thấy bây giờ biết ai mà tìm, biết ai mà hướng dẫn cho mình được. Còn đi tìm chân sư ở xa quá,
mà huynh đệ ở đây có ai giúp đỡ em mà ngồi thiền đâu, mà mày biết cái trình độ huynh đệ đó, người đó như thế nào. Thành ra bây giờ em giống như mà người mù mà rờ con voi vậy. Anh ngồi thiền như thế nào? Xưa nay anh ngồi thiền như thế nào? Anh nói cho tôi nghe anh ngồi thiền như thế nào. Thì ngồi thiền thì có ba kỹ thuật thôi. Thứ nhất là ngồi điều thân. Điều thân là ngồi thẳng lưng, lưỡi đưa lên lưỡi răng. Điều tâm thì đặt tư tưởng ở trên đỉnh đầu. Cái huyệt bạch thủ nó số 7. Hít vô thở ra. Còn điều tâm là cái tư tưởng mình đặt ở trên... trên đỉnh đầu á, rồi hít vô thì cái bụng phì ra, thở ra cái bụng khép lại, thì niệm A Di Đà Phật mà em niệm khởi đầu thì em ngồi thiền có kết quả, thấy hồn vía nó xuất ra lên núi lên mây, nhưng được một lần đó thôi à, rồi bây giờ ngồi chả thấy gì hết, ngồi như không ngồi vậy thôi. Bây giờ tôi quen cái ông ngồi thiền mấy chục năm rồi, ông nói là cũng không cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật gì hết, thiền chân không. Bây giờ tôi có cái cuốn sách tôi mới nói đó, anh đọc tiếng Anh có giỏi không thì anh nghiên cứu cái cuốn sách đi. Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng nào em cũng biết, mà mọi thứ em biết một chút à, không có giỏi. Bây giờ cái cuốn này chỉ có tiếng Việt Nam mới tạm được thôi. Bây giờ thế này nè. Tiếng Anh em không rành thì anh sẽ lấy anh dùng Google nó dịch cho anh. Nếu chỗ nào khó, còn chỗ nào dễ thì anh đọc qua luôn. Đọc từ từ nó mới giỏi được. Anh ở bên Mỹ lâu rồi anh phải giỏi tiếng Anh chứ không giỏi tiếng Anh tức là thiệt thòi. Anh không giỏi tiếng Anh là anh bị thiệt thòi. Bây giờ về nè, anh là cạc ma yoga nhiều quá. Anh bây giờ anh phải cái trong nền học của mình nó là Nana Yoga, tức là nó thuộc về trí tuệ. Thì anh phải cố gắng học tiếng Anh. Anh không thể nào dừa cho người khác được. Anh học tiếng Anh, bởi vì bên Mỹ này sách tiếng Anh rất là nhiều, mà nếu mà mình mà không nghiên cứu tức là phí một cuộc đời. Bây giờ Thương Việt học chưa hết, mà bây giờ bắt đầu học tiếng Anh là khổ quá. Đó, nhưng mà cái cuốn này nó rất là hay. Tô Thảo nói đi. À, chỗ này có ý kiến chú đọc, tại vì bên thiền, bên nhà mấy nhà thiền sư đó. À, chứ là con câu này rất là hay. Sự hưởng thụ tối cao của loài người đó là thiền định. Mà cái thiền định hồi nãy chú đọc nói là không phải ngồi xếp bằng là đúng rồi. Thiền định bây giờ là đâu phải là đi ngồi xếp bằng mà thành đạo. Đức Phật ơi, ngồi xếp bằng mà thành đạo đâu. Thiền bà thiền bây giờ nãy nói là thiền trong sinh hoạt hàng ngày của mình đó, trong đi đứng nằm ngồi, cái thiền định mỗi ngày mỗi lúc mỗi thiền định bằng lúc đó chính là cái bát nhã của mình đó. Làm sao mà mình có thiền định có bát nhã trong đi đứng nằm ngồi, tập trung tư tưởng vào chánh niệm vào trong những cái tiếng nằm ngồi mình trong sinh hoạt hàng ngày mình, chứ không phải là ngồi xếp bằng mà thiền. Cho nên cái quan niệm ngồi xếp bằng là cũng hơn cổ hủ rồi, cho nên chúng ta phải đi vào sinh hoạt hàng ngày là thiền. Thì trong cuộc sống á, thì cuộc sống á. Rồi em ngồi thiền cuộc sống không phải làm sao. Như nãy cô chú nói chú Lộc á, là phải lìa bỏ bớt cái vọng tưởng chấp trước đi. Tức là giờ chú Lộc ôm nhiều quá, không buông xuống được. Mình phải buông bỏ chứ, buông bỏ bớt đi thì mới tâm mới an lạc được. Mà cái trong quá trình thiền định á, hồi trước chú Lộc đấy chú mấy chục năm rồi thiền định, mà con có đảm rằng là chú đã có cái tâm an lạc và hạnh phúc trong cái giờ phút thiền định đó chưa? Mình cảm thấy là mình có chút đỉnh rồi đó, mình tiến bộ rồi đó. Mình mỗi lần mình ngồi thiền trong cái thời gian mà mình hết công việc mình đó, mình ngồi thiền á, mà mình có được là hạnh phúc là mình đã tiến bộ đó. Mình không còn trong thực tế. Hộ khẩu như nhân dân như lợi ấy để hẳn đây rồi. Anh Hợp nói gì? Đây, chạm vô hồ sơ. Cái chân tâm mình phải cho biểu lộ ra, hiển lộ ra ngoài, thì lúc đó mình cái vọng tâm mình phải bớt đi. Ngồi thiền là mình kiểm soát tâm của mình thôi, chứ không phải là muốn cho xuất hồn gì đâu. Ngồi thiền xuất hồn là cái thiền đó ngoại đạo rồi đó. Thiền là mình kiểm soát lại tâm mình, hướng nội, kiểm soát tâm mình coi cái vọng tâm mình còn nhiều hay là cái chân tâm mình còn nhiều. Nếu mà chân tâm mình nhiều, mình kiểm soát, và cái tâm mình có nhảy lung tung luôn, thì mình bỏ đi, mình thề giữ vọng tâm, giữ chân tâm, bỏ vọng tâm, không theo nó, là mình từ từ cái tâm mình nó sẽ thanh tịnh hơn. Thiền là đi đến cái trạng thái thanh tịnh của tâm và thân.
rồi từ từ cái trạng thái thanh tịnh đó chưa phải cứu cánh thôi, còn đi tiếp từ cái thanh tịnh rồi đó mình mới đi tới cái mục đích rốt ráo của nó là giải thoát, rồi mới đi tới tới nữa chứ thanh tịnh chưa phải là cứu cánh nữa. Cho nên là chúng ta phải nắm được cái yếu bí quyết chỗ này, yếu quyết chỗ này là thiền đi tới cho là sao mà thân tâm mình thanh tịnh rồi đó mới để giải quyết cái vấn đề nữa. Giờ thân tâm mình chưa thanh tịnh được, còn ưu trược nhiều quá, còn vọng tâm nhiều quá, làm sao mình giải quyết vấn đề khác? Cái này đó thì con xin có ý kiến về chú Hòa Lộc. À, bây giờ tôi góp ý nhé, anh Hợp muốn góp ý không? À, tôi cũng có vậy kia. Dạ vâng. Thật sự mình gọi danh từ thiền á, thì cái danh từ đó thì nó tổng quát, nó là cao. Để mà đi vào cái thực tế mà mình ngồi để mình lúc ban đầu mình mới tập á, chính bản thân tôi cũng đã tập. Thì thứ nhất á, đương nhiên khi mình ấy là mình thiền mỗi lúc mỗi nơi và mọi thời gian trong trong ngày hết. Nhưng mà để làm được điều đó thì chúng ta phải tập ngồi thiền. Và khi tập ngồi thiền thì chúng ta có những cái quy tắc, tại vì mình dành một thời gian nào đó buổi sáng hoặc buổi tối hay là cả hai buổi, 10 phút, 15 phút hay là nửa tiếng để chúng ta ngồi để tập trung tư tưởng vào một vấn đề, một câu thoại nào đó để chúng ta thành một thói quen. Khi mà thành thói quen rồi thì chúng ta mới nói được cái câu là đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết được. Nhưng mà để được cái điều đó thì chúng ta phải tập từ giai đoạn đầu rồi. Nếu mà chúng ta tập chưa vững, chưa được thì chúng ta phan nói gì tới vấn đề là đi đứng nằm ngồi để thiền hết đó. Thì theo tôi á, thì trong cái cách phương pháp mà để mà ngồi tập thiền á, là phải cái thế ngồi, là cái thế ngồi. Thì theo tôi học bên Phật giáo là cái ngồi mà ngồi kiết già là cái ngồi vững tâm nhất. Mà để đạt được cái điều đó là phải tập ngồi được cho kiết già. Bây giờ thật sự bên thông thiền học nói là ngồi lúc nào, ngồi thế nào, ngồi nào thoải mái để tập trung tư tưởng là mình đã gọi là thiền rồi. Nhưng mà không được. Chúng ta phải làm chủ cái bản thân của mình trước cái đã. Mình tập tới vào một cái nề nếp nào đó cho vững chắc cái đó. Rồi từ cái đó làm cái điểm cơ bản để chúng ta nghĩ tới chuyện chuyện khác. Đưa thân mới đưa tâm, mới đưa vào tâm. Đó là chúng ta phát huy chuyện khác. Thì theo tôi á, thì tôi phải trước khi mà tôi tập được những điều đó là tôi phải tập cái thế ngồi. Ngồi, ngồi cho được là mới đầu là ngồi bán già, sau ngồi kiết già. Và ngồi một cách thoải mái, yên tĩnh, không có động, không có động. Đó. Thì tập như vậy thì nó phải qua một quá trình. Rồi khi chúng ta tập được cái thế ngồi rồi thì chúng ta mới điều tức điều hơi thở. Hơi thở là sao? Hơi thở là khi chúng ta hít vô. Ví dụ như bây giờ trong bên nguyên thủy là hít vô phình bụng ra, thở ra hót bụng lại, là chỉ theo hơi thở. Nhưng mà cái không phải theo hơi thở là chạy từ sống mũi xuống dưới bụng mà chạy từ bụng lên trên, mà theo tập trung hơi thở ở dưới rút là huyệt đăng điền, rồi chúng ta thở ra bình thường, hít vô bình thường. Thì khi mình nhịp cái hơi thở bình thường, không không cần đếm 1 2 3 4 nữa, nhưng mà mình hít vô được đầy rồi thở ra hít vô, mình biết là hơi thở mình có ra vô, có ra vô, mà có ra vô, khi ra hết thì có điểm dừng, và khi vô là mình biết được cái điều đó. Khi mình điều tức được rồi á, thì mình mới điều tâm. Thì cái tâm của mình á, cái tâm của mình ở đây á là mình đặt một câu thoại đầu đi, mình cái đơn giản thôi: tôi luôn luôn vui vẻ yêu thương, tôi nguyện tôi thì giờ tôi đang này, tôi nguyện sống một đời sống chân thật, trung thực, luôn luôn vui vẻ yêu thương và giúp đỡ mọi người. Đó thì cái đó là tôi đọc để tôi nhớ trong tâm tôi. Thì tôi nhớ như vậy á, thì cứ nhớ thôi. Sau khi mà ra ngoài xã hội sống cuộc sống hàng ngày đó, thì tự nhiên tôi làm một cái gì và sai quá gì tôi thấy tại sao mình không nhớ cái điều đó để mình thực hiện trong cuộc sống của mình. Thì từ cái câu đó mình làm được, rồi tới mình đặt ra một cái tiêu chí, một cái câu nào đó trong cuộc sống để mình thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chứ đừng có đặt cái cao quá, mình phải đi từ cái thấp tới cái cao. Mình thực hiện được điều đó rồi thì mình mới tính là cái chuyện là giáo hóa chúng sanh độ đời hay là gì đó. Thì theo tôi thì tôi đang thực hiện điều đó và tôi cũng có cái bước tiến cũng từ từ đi lên. Thì tôi xin góp ý kiến như vậy thôi. Cảm ơn anh Hợp.
Tôi góp ý về cái vấn đề thiền của tôi nhé. Ngày xưa tôi thiền rất là chăm, từ vì tôi chẳng học hành gì được, thành ra tôi cứ ngồi thiền học không vô. Hồi đó tôi bị trầm cảm thì nó rất là hữu ích. Sau một thời gian tôi ngồi thiền, tôi cảm thấy rất là happy, trong lòng lúc nào cũng an bình, lúc nào cũng thoải mái hết. Thành ra cái thiền nó giúp chữa bệnh, nó giúp tôi chữa bệnh trầm cảm. Thành ra lúc nào tôi cũng mang ơn cái chuyện ngồi thiền của tôi trong thời gian đó. Bây giờ thì tôi ít thiền hơn, nhưng mà nó vẫn có những cái ảnh hưởng từ thời đó cho đến bây giờ. Nó có tác dụng rất là lâu, có tác dụng luôn, cho tới già luôn. Thành ra thiền định là cần thiết, mà tôi là ngồi thiền đàng hoàng, ngồi nhìn bức tường trắng, chỉ có vậy thôi. Mà chính Đức Phật cũng khuyên đệ tử, tôi luôn Ngài khuyên là đi tìm, mỗi người đi tìm một chỗ vắng để ngồi thiền. Tại vì các đệ tử Phật thì ngoài chuyện đi khất thực hàng ngày ra, mỗi ngày một lần, thì ngoài ra không có việc gì khác để mà làm hết. Không phải làm bếp, không phải đi làm kiếm tiền, không phải gì hết. Thì họ kiếm chỗ vắng là ngồi thiền. Ngoài những giờ rất nghe Đức Thầy, Đức Phật giảng kinh ra, thì họ chỉ có ngồi thiền. Đó là thành ra họ mới mau đạt được quả vị, những quả vị từ La Hán trở xuống nhanh như vậy. Anh Văn có muốn góp thêm ý gì nữa không anh Văn? Hay là Phúc, Phúc muốn góp ý không Phúc? Ừ, sẽ thấy chỗ Phúc cái mic nó cọt kẹt đó. Ok, không ai góp ý thì thôi, giờ mình qua. Phúc ơi, Phúc mưu cái mic này, nó bị cốt kẹt. Nó bị dội á, echo đó. Bây giờ mình qua cái phần thứ nhì, đại cương tiếng vô thinh. Phúc ơi, bị dội Phúc. Nhãn thông là... À, cái gì ở đâu rồi? Có phải anh Huệ Lộc không? Dạ em nghe đây. Dạ có phải bé anh, mic của anh bị rồi ở đâu? Hồi nãy bây giờ hết rồi rồi. Tôi vừa nói nhãn thông, nó cũng nói nhãn thông. Đại cương tiếng nói vô thinh 2. Hôm nào mình học tới câu số mấy rồi nhỉ? Học tới câu này là câu 64 rồi. 64. LPS này. Trang mấy nhỉ? Trang 48. Câu 7. Ok, đợi tôi kéo xuống nha. Bốn mươi lăm, bốn sáu, bốn bảy, bốn mươi tám, câu bảy. Câu bảy, cái này là hôm trước mình học rồi mà. Ok, tôi đọc tiếp trang 49 đi. Câu bảy, khi đã hết nghe tiếng vạn vật. Để tôi copy image address. Câu 7 đó. Rồi. Bên này. Khi đã hết nghe tiếng vạn vật, đệ tử có thể nhận ra đấng duy nhất. Cái tiếng bên trong giết chết cái tiếng bên ngoài. À, tức là tiếng bên ngoài ồn ào quá, cuộc sống ồn ào quá, mình dẹp nó. Mình nghe tiếng bên trong của mình. Bây giờ trang 49. Thank you.
câu này cần phải phối hợp với câu thứ 6. Nếu nói đến âm thanh thì chỉ những hình hài mới tạo âm thanh mà thôi. Danh từ vạn vật trong câu số 6 có nghĩa là số nhiều. Vì danh từ vạn vật thường được hiểu là gồm tất cả các sự sống, do đó có sự ẩn ý về duy nhất. Song song với hình hài do mắt thấy thì có âm thanh mà thính giác ghi nhận được. Thấy và nghe đều do ý thức hướng ra ngoại cảnh, do đó mà sự nhận thức thuộc về ảo mộng nơi cảnh giới này. Những âm thanh của muôn loài vạn vật gia tăng ý nghĩa tạm thời của những sự dị biệt của những số nhiều, do đó đương nhiên đấng duy nhất hay sự duy nhất bị chìm đắm vào bên trong của sự vật. Đó, nếu mà mình bận rộn nhiều quá đó thì mình phải nghe tiếng bên ngoài quá nhiều thì mình đâu có thời giờ để mà nghe tiếng bên trong. Cho nên hôm trước tôi có đọc một câu nói rằng là nhà yogi, nếu mà lười biếng không chịu làm việc thì cũng không phải là nhà yogi, mà nếu làm việc quá nhiều thì cũng không phải là nhà yogi. Nhà yogi tạm dịch là thiền gia. Do đó đương nhiên đấng duy nhất hay sự duy nhất bị chìm đắm vào bên trong của sự vật. Như vậy thì chỉ còn một đường lối, một phương pháp là đừng nhìn thấy, cũng như đừng nghe những âm thanh thuộc ngoại vật. Một khi giác quan bên ngoài được đóng lại thì giác quan bên trong mới mở ra mà thôi. Kết quả của sự kiện này là cái tiếng bên trong giết chết cái tiếng bên ngoài. Câu nói trên thuộc về phần thiền bí giáo, đồng thời cũng là lời cảnh cáo nghiêm trọng khiến cho những ai muốn nghe được tiếng nói bên trong phải có sự can đảm, tiêu diệt tiếng nói bên ngoài. Thiếu sự thấy trước, thiếu sự can đảm để làm việc đó, hành giả sẽ bỏ cuộc. Hay nguy hiểm hơn nữa là mất sự thăng bằng về và vì không còn thích ứng với đời sống bên ngoài và cũng chưa hòa hợp được với cách sống bên trong. Đó, nếu mà mất thăng bằng thì là mình, người ta tưởng mình điên. Tiếng nói bên trong giết chết tiếng bên ngoài có nghĩa là thiền gia phải triệt để tuân theo tiếng nói vô thinh và phải gạt sang một bên những tiếng nói có âm thanh. Nếu hành giả không nhất quyết làm như vậy thì tốt hơn tạm thời đừng tìm cách tiến xa trên đường thiền học. Những chân lý trong vấn đề thiền sẽ chẳng bao giờ thay đổi và chúng nó cũng chẳng bao giờ chấp nhận những sự thỏa hiệp để có những chân lý nửa vời hay những biện pháp lưng chừng. Câu 8. Trong lúc đó, bây giờ và chỉ bây giờ, người đệ tử sẽ bỏ miền giả là A-sát để vào địa phận của cảnh chân là sát. Câu 73 có chưa nhỉ? Câu 73 có rồi. Bây giờ chép thêm câu này. Sau khi thực hiện những điều kiện về nghe và thấy, người đệ tử mới có thể bước vào địa phận của sát hay là cõi chân. Nơi đó có sự duy nhất chân lý và tiếng vô thinh. Có hai cảnh giới riêng biệt thuộc về tri thức của người đệ tử, cảnh giả và cảnh chân, tức là A-sát và sát. Đương nhiên là khi tìm đạo để nhập vào cảnh giới thiền thần bí
thì cõi giả phải được loại trừ và phải được loại bỏ. Cảnh giả ấy đang bao vây và sẽ tiếp tục bao vây mỗi người đệ tử. Một khi y còn phải tiến hóa nơi năm cõi thấp, sân trường hoạt động của y, vậy thì sự nhận thức đặc tính giả tạm của môi trường phải được luôn luôn ý thức để tránh sự lầm lẫn cõi giả với cõi chân. Nơi cõi giả, dù mọi sự kiện tỏ ra hết sức tốt đẹp, thiền gia còn cần phải hết sức thận trọng để khỏi phải rơi vào cõi của ảo mộng. Nơi đó, a sát, tức là cảnh giả, làm bá chủ, là sự giả dối, làm bá chủ. Cảnh thật, tức là sát, luôn luôn ẩn bên trong a sát. Thiền gia chỉ cần lột lớp vỏ của a sát là lập tức sát xuất hiện. Công việc này phải do chính mỗi thiền gia tự thực hiện, nên không thể mong đợi một sự trợ lực ở bên ngoài. Đó bởi vì, như đã nói ở câu trên, là hành giả phải có đủ can đảm để mà tiến bước, để mà sống với chân lý. Rồi tới đoạn này, anh hai là anh Văn có muốn góp ý gì không? Khi nào ở đây đoạn này có một câu đáng chú ý, tức là mặc dù là cái cảnh giả này nó có tốt đẹp đến đâu đi nữa, mình phải hiểu là nó là cảnh giả, không nên bám víu vào nó. Ví dụ như là mình giàu sang phú quý cực độ thì cũng phải biết đây là giả. Và sẵn sàng tách ra khỏi cái cảnh giả này bất cứ lúc nào, không luyến tiếc. Tức là cái con người đó sẽ không sợ chết. Bây giờ có ai muốn góp ý không? Nếu không ai góp ý thì tôi đọc tiếp. Cảnh giả đó là a sát. Còn cảnh thật đó là sát. Như vậy là cái cảnh thật đó, cảnh sát đó, nó có cái chữ A đằng trước. Đó, nó có bị bao bọc là... bởi cái môi trường bên ngoài. Đó. Đó, thành ra rồi, mình phải để ý cái đó là muốn tìm thấy, tìm được cái cảnh thật thì loại bỏ cái cảnh giả đang bao bọc chúng ta. Loại bỏ bằng cách nào? Là không để cho mắt, tai, mũi của mình bị ảnh hưởng bởi cảnh bên ngoài. Tức là mình vẫn sử dụng nó để mà sống, nhưng mà không để cho chúng nó che mất cái lương tri, cái tiếng nói, lương tâm, cái tiếng nói vô tình của mình. Mặc dù sống ở trong cõi đời ô trọc, như một người thiền gia, một vị thiền sư, không bị cái ngũ quan của mình nó che lấp cái sự thật. Tức là không để cho cái hình dáng, màu sắc bên ngoài hay là âm thanh bên ngoài nó làm vọng động cái tâm tư của mình. Mình vẫn giữ được cái ngọn lửa ở bên trong, vẫn giữ được cái tiếng nói vô tình đó. Thành là luôn luôn mình sống trong cảnh giả, nhưng mà, mặc dù mình chìm đắm trong cảnh giả, nhưng mà mình vẫn lúc nào cũng sống với cái cảnh thật. Là bởi vì mình không để cho cái cảnh giả, cái ngoại cảnh bên ngoài ảnh hưởng tới cái tâm của mình, tới cái trí của mình. Đó. À. Tức là cái mình phải thực hiện cái hành là xả đó, dứt bỏ đó. Từ bi hỷ xả đó. Bây giờ qua câu sau, tổng hợp nơi những câu 6, 7 và 8 có sự nêu rõ điểm duy nhất. Điểm duy nhất là Thượng Đế chắc. Nói sẽ cố gắng của những thiền gia đều phải hướng đến trung tâm điểm ấy. Nó là cái đích nhắm, không thể quên lãng mà cũng không thể sai chạy. Sự kiện này có đặc tính tuyệt đối như một chân lý vĩnh viễn. Khi thiền gia nhập được vào cõi của duy nhất và hòa hợp được với sự duy nhất, thì lúc đó y đã nhập vào cảnh của sát và nghe được tiếng vô thinh. Duy nhất là Thượng Đế. Con đường để đi đến trung tâm của sự duy nhất gồm có hai sự thực hành như sau. Số 1,
là hết thấy những ảo ảnh của hình dáng, chỉ nhận thức được sự sống duy nhất ở bên trong. Thứ hai, hết nghe những âm thanh hỗn loạn do những hình hài sắc tướng tạo ra bởi sự va chạm của những hình ảnh đó. Khi thính giác được hướng vào nội tâm thì thiền gia sẽ chụp nhận được tiếng vô thinh. Hai quy tắc thấy và nghe là những quy tắc đầu tiên quyết định sự thành công hay thất bại của thiền gia. Khi y cố tình áp dụng chúng nó hay bỏ quên chúng nó trong một quyển sách đã gấp lại và cất vào ngăn kéo. Nó tức là hai quy tắc thấy và nghe, tức là mình không thấy bên ngoài và không nghe bên ngoài, để nghe tiếng nói và thấy những cái gì bên trong, thấy những hình ảnh bên trong. Nếu mà mình mà không nhớ, không luôn luôn nhớ điều này thì mình thất bại. Bây giờ qua phần sau. Những câu 9, 10, 11, 12. Bây giờ mở đầu đoạn kế tiếp gồm có những câu từ số 9 đến số 13. Mà Đại Cương là được phát hỏa qua đồ hình dưới đây. Đó, mọi người bấm vào cái hình đồ hình để xem. Trên là tiếng nói vô ngôn, dưới là tiếng nói vô thinh. Đấng nói vô ngôn nhé, trên là đấng nói vô ngôn. Dưới là tiếng nói vô thinh, thì ở giữa có chữ hiểu và nhớ. Và bên hai bên là hết thấy và hết nghe. Tức là hết thấy, hết nghe những cái gì bên ngoài và hiểu và nhớ những cái gì bên trong của đấng nói vô ngôn. Nói, đấng không có nói nhưng mà mình tự hiểu và mình nhớ được tiếng nói vô thinh. Đồ hình này lưu ý chúng ta về điểm quan trọng nhất trong những câu nói trên là tia đấng nói vô ngôn, tức là silent speaker. Đó mới chính là vai trò chủ động để từ nơi ấy phát xuất tiếng nói vô thinh. Sự kiện bí truyền này được ẩn giấu rất kỹ trong tác phẩm Tiếng Nói Vô Thinh, vì đấng nói vô ngôn chỉ được đề cập đến vỏn vẹn có một lần, trong khi sản phẩm của Ngài được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và được chọn để làm tựa cho tác phẩm. Sản phẩm của Ngài là tiếng nói vô thinh nhé. Mình có nhắc tới nhắc lui nhưng mà mình không nói là ai nói tiếng nói vô thinh đó. Sự bí mật này được áp dụng đúng đưa huyền môn muốn đưa sự bí ẩn cao cả và siêu hình nhất, tiếng bao gồm được tâm được mang ra một cách lộ liễu. Sự bí ẩn ấy cần phải được bên những ai muốn tầm kiếm và muốn được nêu ra chị. Được nêu ra. Anh đọc dùng cái đoạn này đi, đoạn này tôi khó đọc quá. Câu đó là sự bí mật này được áp dụng đúng theo huyền môn là một sự bí ẩn cao cả và siêu hình nhất, không bao giờ được nêu ra một cách lộ liễu. Sự bí ẩn cần được khám phá bởi những ai muốn tìm chân lý, muốn nhận thức được sự rốt ráo lẽ huyền vi của thiền bí giáo. Đó. Tức là cái tột cùng của nó đó là đi tìm cái nguyên nhân của tiếng nói vô thinh. Do đâu mà có tiếng nói vô thinh? Tiếng nói vô thinh được phát ra từ đứng nói vô ngôn. Tức là cái tiếng nói vô thinh là phát xuất từ chân ngã, từ chân thật. Thì đó là cái điểm quan trọng. Cảm ơn anh. Anh đọc dùng đoạn kế đi, nó nhòe quá. Thiết tưởng cũng nên lưu ý việc tác phẩm chính, nơi mà tiếng nói vô thinh được trích ra, chỉ mang một cái tựa tổng quát là Kim Huấn Thư
tức là quyển sách vàng, The Golden Book, hay là quyển Thiền Định Chân Kinh. Tức là không có sự cố tình đề cao tiếng nói vô thinh, cũng không có sự cố tình che giấu đấng nói vô ngôn. Phần trên của đồ hình là đấng nói vô ngôn, thì phần dưới, cái phản ảnh của đấng nói vô ngôn là cái sản phẩm của Ngài, là tiếng nói vô thinh. Sự kiện này cũng giống như phàm ngã là cái phản ảnh của chân ngã, tức là phàm ngã không kém phần quan trọng, nhưng không nên vì lý do đó mà quên nguồn gốc của mình. Hay. Như vậy đó, thì mình thấy là tiếng nói vô thinh do đứng nói vô ngôn phát ra. Đứng nói vô ngôn là chân ngã, là chân thật. Thì chân ngã là phản ảnh của chân thật. Khi mình nói một cái gì cũng phản ảnh một cái nguồn gốc nào đó đó, thì có nghĩa là cái phản ảnh đó nó đã kém cái phần tinh hoa rồi. Ví dụ như là nếu mình nói chân ngã là phản ảnh của chân thần và phàm ngã là phản ảnh của chân ngã, thì tất nhiên là phàm ngã đó nó không có tinh hoa, tinh anh, không quyền năng bằng chân ngã. Là vì sao? Là bởi vì phàm ngã là do chân ngã tạo ra. Giống như là một cái người thợ làm đồ gốm thì tạo ra một cái đồ vật bằng gốm, thì cái đồ vật mà nó thành hình đồ gốm đó, nó chỉ là một cái sản phẩm của người thợ làm đồ gốm thôi, chứ nó không thể nào bằng cái người thợ đó được. Những ý nghĩa phụ như là hết thấy hết nghe thì mình phải hiểu nó là không còn bị sự chi phối của ngoại cảnh. Những yếu tố phụ này giúp cho hành giả hiểu được tiếng nói vô thinh. Sau khi mà hiểu nó được rồi đó, sẽ nhớ những kim quấn thư của vô thinh, nhớ những quy tắc vàng đó, để rồi mãi mãi về sau vượt qua không gian và thời gian, ý thức mãi rằng đấng nói vô ngôn hằng lưu tâm theo dõi sự tiến hóa của chính mình với nhiệm vụ của đấng canh gác im lặng, tức là The Silent Watcher hay là Leveyer Silencier. Đó là cái đoạn câu 8 đó. Cảm ơn anh Văn. Hai à. Anh hai mở video thành ra người ta thấy hết mọi việc anh hai làm. Anh mở video này, webcam này. Tôi thấy anh xài một lúc tới 3 cái máy. Tất cả mọi người ở đây đều thấy anh là lộn xộn. Cái này hơi kỳ. Cái này tò mò nhìn vào nhà anh thấy hết trơn. Thì anh làm mất tự do của anh, tự nhiên anh đưa hình ảnh của anh lên đây làm cho anh bị mất tự do. Tại ông Phúc là tại sao ông khóa cái video cho anh đi để giữ anh Phúc. Nhưng mà cái video này đẹp thiệt á, đẹp hơn những cái lần trước. Ông 86 tuổi rồi, ông như vậy được quá giỏi rồi. Mai mốt mình 85 tuổi chưa chắc được ông bằng ông đâu. Để cho ông thoải mái đi. Rồi. Nhưng mà... Để mình tiếp tục ví dụ mình em. Cái này cái trường phía giáo hay lắm em. Thật sự anh chị em mà có học xưa trời ơi. Nghe nói đến trường mỹ giáo hồi đó tôi mới vô hội thông học mà biết không, tôi hỏi nghe người ta mấy cái bên trưởng mình ở trong trường còn mình mới ở ngoài, mà sao mình được làm ở trong ban giám đốc hoặc là chi trưởng rồi, thì cái này cũng hơi lạ nha. Người ở trong
không có làm gì hết, mà người ở ngoài trường lại làm việc dữ thôi, thấy không? Đó. Thành ra cái trường này hồi đó tôi cũng hơi tò mò, ủa cái trường này ở đâu ta? ở cứ ghi nhận nó phải không? Đi tìm cái trường đó, cái trường mà gọi là trường giáo. Cái hồi đó cái nhà của mình á, ở trên lầu á, ở trên lầu chính cái trường ở trên lầu. Cái lúc đó thì cái nhà của mình bị mối á, mối nó ăn đầu người tàn nên nó nóng. Cái lúc bây giờ anh thấy anh lại mình thanh niên mình đó, chưa thanh niên mình đang sửa hết. Rất kỳ á, đoạn đầu anh hai nói rất là rõ, đoạn này tự nhiên là bị nghẹt mũi rồi. Bị hai mái. Không, anh nói nhỏ nhỏ thì có lẽ nó không bị. Mái này nó rút mái kia thành ra nó nghẹt. Anh nói nhỏ bớt thì nó không bị nghẹt. Nói lớn thì nghẹt. Đó, thành ra cái đường quý giáo này nó cái người mà có duyên nó thì chúng bây giờ mới có thể chung được đó. Còn cái người không có duyên mới như anh chị em có duyên với thông cảm thì mới được gặp thông cảm đó. Cũng như mình có duyên học thông cảm ở trên cái rung này cũng là cái nhân duyên từ tiền kiếp mình có ở trong thông cảm, mình đã tu cho thông cảm rồi, thành ra mình có tự nhiên cái giáo lý tâm nhưng mà chưa có cái duyên để chạm được trường phái lý tiệm của tâm, nó cũng có cái duyên đó. Nhưng mà đây là cái cảnh tâm của chuyện này, nó cũng nhiều người biết nha. Rồi, cảm ơn anh Hải. Cho bà Hai là hội trưởng cho tôi á, tôi làm thư ký cho bà Hai biết hơn nhất là cái thành tính. Tôi là biết ơn chứ. Cái lúc đó cái tụi mình sao mà khi mà bà Hai chết rồi đó, cái bà chọn thay thế, bà chọn có tưởng bà lên thay thế thì cái tụi mình mới bà chọn trời mình chọn làm công việc, tôi làm hổ nhiều, tôi làm việc cho hổ nhiều lắm mà sao tôi được lên trong đường phá, thấy không? Cái nhiều ai tôi thấy tết bởi vì thành ra giữ được không có cái duyên nha, mà mình ăn trái đường đó mà mình không những cái người không ở trong đường, tôi biết có nhiều người không có xứng đáng nhận được mà mình nhận được cái gì trong sự tiếp nhận. Hình như là cần có hai người giới thiệu là được vào trường bí giáo phải không anh? Tại sao không có mà, hai đúng người là đúng là đó vậy đó. Mà tôi thấy là đa số những người ở trong trường là những người có thể là vậy thì có phải là mấy người đó ở phe đảng rồi họ không chịu cho thì cũng chưa phe đảng rồi. Người nào mà đảng viên rồi đó ha, lâu năm mà giới thiệu mới được cho dân, còn không có vô cái trường này trường đảng. Sao bà ai bà không chịu giới thiệu anh? Trường bí giáo là trường đảng của đồng học đó rồi, nhưng đây rắc rối cho nha, đồng học là chính trị. Ở đây đó chị Chi đó. Trường bí giáo là bộ chính trị của thâm học đó nha. Đó. Ở đây có chị Lệ Chi đó, anh biết chị Lệ Chi không? Biết không biết, con chị, có cơ mà. Chị nói với tôi rằng là... Cái cơ mà, em có tức mà. Anh biết sao không? Chị nói với tôi rằng là hai ông mà đương học ở Cô Tô Na đã giới thiệu chị vào trường bí giáo mà chị không chịu. Ở đó thành ra có người á. Trời ơi, trường bí giáo là tốt lắm á. Phải có hai người giới thiệu. Nhưng mà đấy hai cái ông ở Cô Tô Na. Cái câu chuyện của tôi á thì nó cũng có cái cảnh nhìn bí lắm. Tôi nói gì bà thì vậy là bởi vì tôi cũng mới tìm người tính vô trường là mục đích để tiếp không? Ê Thái ơi, nếu mà năm 1975 mà không tin phim thì Trần Ngọc Lợi với em được ông Nguyễn Hữu Kiệt cho đi trường bí giáo đó, ở Ấn Độ đó. Qua học trường mình biết. Phúc ơi, Phúc, cái mic của Phúc sao ồn quá. Năm 1975 mà miền Nam không có tin phim thì Trần Ngọc Lợi với Nguyễn Văn Đồng
được anh Nguyễn Hữu Kiệt bây giờ là tôi đương kim tổng thư ký giới thiệu qua trường bí giáo rồi đó. Nhưng mà ngày 30/4 Bác Hồ vào miền Nam thì em ở lại không được đi đó. Chứ nếu không là bây giờ em cũng cũng được học một chút chút định ở trường bí giáo. Ồ, vậy là anh Huệ Lộc thâm niên hơn tôi ha. Ấy em vô trường bí giáo là chị đáng lẽ chị thâm niên nhưng mà ông già không cho chị vô trước bởi chị còn lo học hành rồi. Chứ đáng lẽ chị không học trước học. Em kể chị nghe rồi. Hai lần rồi. Ngày mùng 1/2/1972 em vào công tin học. Lý do thì em đã kể chị nghe tại sao em vào công tin học rồi. Ừ, hôm nay tôi bị Alzheimer rồi thành ra tôi không nhớ. Bây giờ quý vị muốn 5 phút không? Ừ, anh nói đi, anh nói đi. Tôi vô công tin học không? Anh nói đi. Đó là mùa hè năm 1971. Trời mùa đông nhá, tháng 12. Chiều hôm đó là ngày Noel, chiều hôm 4, tôi đi lang thang trên con đường độc lập của thành phố Đà Nẵng. Đang cái tâm sự buồn là vì tôi đang làm thông dịch viên cho chiếc tàu Helgoland của Đức. Thì tôi bị người ta đuổi sở không cho làm, lý do bạn người Đức của tôi nó nói khi nào mày cần uống bia mày cứ vô phòng ta mày uống, mày cần hỏi gì hết á. Thì bữa đó tôi cũng thèm bia thiệt, mới 21 tuổi mà tuổi đó nó còn sung lắm. Vô phòng nó lấy bia uống, mà có cái thằng bệnh nhân ở trên lầu nó nói em thèm bia Đức quá, ông thầy kiếm mấy bia cho em uống với. Thì mình nghĩ nó cũng tội, thằng này nói chuyện cũng vui. Mình đem lon bia lên cho đó. Trời ơi, vừa đem lon bia ra thì thằng đó nó vô. Nó nói tao chỉ cho mày uống bia ở trong phòng tao thôi, mày đem đi ra ngoài là không được. Như mày bị cái tội ăn cắp bia. Mô Phật. Nó lên nó nói với ông giám đốc tàu Hegola, nó nói em ăn trộm bia. Em bị đuổi sở. Lần đầu tiên em ra đời, lần đầu tiên làm việc mà mới chưa lĩnh lương, mới làm 15 ngày đâu có lĩnh lương đâu. Phải làm một tháng mới lĩnh lương. Thì ông giám đốc thầy vụ kêu xuống, nói chúng tôi không nhận việc ông nữa. Đó lý do đó, tại vì em ông bị mang cái tội là anh trộm bia. Tại vì đức của chúng tôi không thích người anh trộm, anh cắp. Rồi tôi nói là tôi đâu anh trộm đâu, thằng bạn tôi á, nó nói tôi khi nào muốn lấy bia thì cứ uống. Vừa rồi tôi lên tôi làm thông dịch thấy cái thằng này nó thèm bia quá, tôi đem bia lên cho nó, bị đuổi. Rồi tôi cho nó, rồi tự nhiên cứ bị đuổi tôi. Nhưng mà quý vị đuổi tôi thì đuổi, không làm chỗ này tôi làm chỗ khác. Tôi nói được 4 năm thứ tiếng rồi, thiếu gì mà job thì làm. Rồi, mà cùng khen chiều hôm đó em qua cái chỗ Mati trong phòng tập tự người Đức. Tôi nói tôi biết tiếng Đức. Tôi nói tôi muốn em, nó hỏi em cứ muốn làm, mà tôi muốn làm thông dịch viên cho quý ông được không ạ? Nó hỏi em mày muốn làm thông dịch viên bằng tiếng gì? Thì mấy ông nói tiếng Đức thì tôi nói tiếng Đức, nó mày biết tiếng Đức à? Mà sao không biết? Không chừng tôi biết tiếng Đức mà tôi biết cả tiếng Anh này, tiếng Pháp này, tiếng Esperanto này, tiếng Tàu này, tiếng Việt này, tiếng Campuchia, tiếng Khmer. Nó hả? Sao anh học được nhiều vậy? Tôi nói kể cho nghe, trong đó có một sự nổ nữa. Nó biết 3 ngôn ngữ nhưng mà nói 7 thêm ngôn ngữ cùng ai cho mình nói lao. Và lại mình biết nó đâu, biết tiếng Miên, tiếng Lào, tiếng Thái, tiếng Trung Quốc đâu. Mình cứ nói bịa ra. Nói lao có cơ sở, nói lao có cơ sở. Rồi nó nói được rồi, bây giờ cho mày làm. Chứ mày làm, bây giờ mày làm bộ phận nào? Nó cho tôi làm thông dịch viên đi. Thì chưa đây bị đuổi sở khi 6, khi 8 giờ sáng. Thì cháu thì tìm em có job mới rồi. Em có job mới. Rồi chiều đó, chiều hôm 4, trời ơi. Mà khi mà lệnh được nửa tháng lương á, thì mấy bệnh nhân đó họ nghèo quá. Mà em phải gửi lại cái dinh dự cho em nữa. Em nói số tiền này tôi chỉ làm thiện nguyện thôi, không ngờ mấy ông trả lương cho tôi. Thì bây giờ cái số tiền này tôi cho hết tất cả những bệnh nhân nghèo đây. Chẳng qua là mình vứt lại cái dinh dự ăn cắp ăn trộm của mình thôi. Cái tiền ai mà cũng quý. Rồi, chiều hôm đó chúng tôi chả có đồng nào là đi lang thang. Khi mà đi lang thang trên cái tiệm sách Quang Minh,
em còn nhớ nó nằm ở đường Hùng Vương, thì thấy quyển sách Thông Thiên Học có đường giải thoát của Nguyễn Văn Lượng, mà cái trang đầu tiên của em có đọc này, lần đầu tiên giáo lý Thông Thiên Học được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chùa Ấn Cang Ấn Quang cho phổ biến. Ủa cái hội nào mà ghê vậy? Mà em đọc đọc khi đó thì không có tiền mua sách. Quyển sách đó với 320 đồng tiền của Việt Nam Cộng Hòa. Thì đi có gặp cái bà bác sĩ người Đức, mà cái bà này á là em làm công việc viên cho bà trên tàu á. Bà biết cái em bị đuổi sợ rồi, bà thương em lắm. Bà là, bà ơi tôi rời bà là tôi làm việc được với bà tôi buồn lắm, nhưng mà có lẽ đây là cái duyên, nhưng mà không lâu. Bây giờ tôi không làm được không được tự thì tôi qua làm bú lưỡi liềm. Mate chứ giống cái bú lưỡi liềm vậy. Rồi bà thôi, chẳng qua là cái tai nạn mày đừng buồn hết á. Nói qua nói lại tôi mới nói bà ơi bây giờ cuốn sách này hay quá mà tôi không có tiền. Bà cho tôi tiền 320 đồng. Bà nói rồi mày cứ lấy đi. Rồi bà em về cái trời khi đó là trời Đà Nẵng bước vào đông rất là lạnh. Em đọc từ 8 giờ tối tới 2 giờ sáng hết cuốn sách luôn. Cuốn gì anh? Cuốn gì anh nói lại đi. Con đường giải thoát của Nguyễn Văn Lượng. Ok. Phó hội trưởng Không Liên Học Việt Nam. Mà cái trang em thích nhất đó là Điềm Đào với Đức Phật Hiện. Hai cái mục đó em đọc tới mấy lần đó, 12 giờ sáng. Thật ra cuốn sách đó em chỉ đọc 3 tiếng đồng hồ là xong rồi. Nhưng mà kéo dài tới 4 tiếng rưỡi là vì em đọc thêm cái mục cuốn Krishnamurti Điềm Đào với Đức Phật Hiện. Rồi đọc xong em ngủ chị. Mới ngủ chưa đầy đủ khoảng đông tiếng đồng hồ á, thì em thấy Thích Ca ngồi bên ngồi giữa, ông Giêsu ngồi bên với con một cái ông nào không biết, trên bầu trời có một cái ngôi sao nó chiếu xuống. Thì em được Chúa Giêsu thoa đầu em á. Thoa đầu xong em á, rồi sáng hôm sau em mới tỉnh lại, em thấy giấc ngủ thì ông anh em bây giờ là lái xe 130 chuyên môn chở xác dạy dù thứ lục chiến chết được cùng tiện vô Sài Gòn á. Rồi em quá thiên và vào Sài Gòn, không thể qua giang được, qua sông mới là qua giang, đi bay trên trời là quá thiên. Em bay vô Sài Gòn công việc đầu tiên là em tới 462 Võ Duy Huy Phú Nhuận, bây giờ nó được đổi số rồi, bây giờ nó đổi thành 466 đường Nguyễn Kiệm rồi, Phú Nhuận. Thì trước vô cái em thấy trước cây bồ đề cũng đẹp, cái nhà cũng khang trang, có cái cô nào mang áo trắng mà ngồi im lặng. Em hỏi cô ơi đây phải hội Thông Thiên Học không? Cô nói dạ phải. Mà bây giờ tôi muốn vô hội Thông Thiên Học được không, có điều kiện gì không? Cô ấy nói muốn vô hội Thông Thiên Học phải có hai người tiến cử mới được. Nhưng mà tôi nói tôi đọc cuốn sách Không Liên Học là làm tôi đâu quên ai Không Liên Học đâu. Vậy thì bây giờ tôi có đủ điều kiện vào Không Liên Học không? Bây giờ cô đại diện cho tôi một người đi, còn thêm người là được không? Cô nhìn em từ chân mà lên đầu luôn. Cô người rất là tận tình, em biết cô đó tên gì? Bà cô nói được, thôi thì anh cứ vô đi. Vô cái mới cho gia nhập hội. Vô gia nhập hội. Khi đó em từ từ em mới sinh hoạt cái giống đông y, em mới biết chị Phương Huệ. Mà chị Phương Huệ này là bạn Nguyễn Hữu Kiệt. Gặp từ bà Phương Huệ này em mới biết Trần Ngọc Lợi. Rồi bà Lưu, bây giờ bà Lưu Thị Dẫu, bà Nguyễn Thị Hai chết rồi. Thì bây giờ em đã học đông y xong rồi. Thì em chữa bệnh cho bà Lưu Thị Dẫu. Bà nằm trong trong được cái góc nó đuổi đi rồi, nó tịch thu rồi cái nhà rồi, nhưng nó cho bà vẫn còn tạm ở đó. Đó là năm 1972 em còn nhớ. Rồi sau này nghe nói bà qua đời rồi, em cũng chữa bệnh cho bà Hai cùng mỗi tháng lâu mới đưa khoảng 10 kg gạo cho bà Dẫu. Đó, từ đó mới quen hội Thông Thiên Học. Bằng một thời gian lâu, ngày 30 tháng 4
Bắc quân thắng được Nam quân, Sài Gòn được đổi chủ đổi tên. Thì năm đó là năm 1986 em ở Cà Mau lên thì gặp Trần Ngọc Lợi. Thì em nói mình sinh hoạt không nên học được sao, bây giờ là năm 85 rồi, 86, 87 rồi, nó nói không nên học, bây giờ bị tịch thu rồi, họ không cho hoạt động nữa. Mà em mới hỏi lý do, nói lý do là tại vì nó cho tụ tập 50 người mà hội thông liên học cái ngày đó tháng đó năm 1983 tụ tập trên 120 người rồi, bây giờ nó đóng cửa. Em mới hỏi đóng cửa bây giờ cái nhà đó làm cái gì, họ nói họ làm trưng bày nhà truyền thống dân tộc, nhà truyền thống cách mạng. Em có chiếc xe đạp, bây giờ em đang học công y ở thành phố Sài Gòn đó, thì em chỉ lấy chiếc xe đạp em đi qua thăm hội thông liên học, mà thăm trời ơi cái nhà truyền thống trưng bày súng này, đạn này, ba cái quần quần mũ tay bèo này, mấy khẩu súng AK của mấy cô du kích này, các liệt sĩ Phú Nhuận này. Em nói ủa cái chỗ này là tâm linh thông liên học, bây giờ nó biến thành nhà truyền thống cách mạng, cùng xã hội đó thì cũng tạm được đi không sao. Nhưng mà tối đó em về em suy nghĩ, cái hội thông liên học này đâu phải của Việt Nam đâu, mà hội thông liên học này nó phát xuất từ cái nôi của cộng sản quốc tế, đó là ở Nga Xô, chính bà Balatsky là người đầu tiên, có ông đại tá Angkor Mỹ nữa. Đây là tổng hợp hai cái nền văn hóa tiến bộ nhất của nhân loại, đó là cả Nga và Balatsky của Mỹ, ông đại tá Angkor. Mà ông đại tá Angkor này em biết là người sáng lập ra lá cờ Phật giáo thế giới nữa, rất là uy tín. Với là có ông Đức Tổng Giám mục Jupiter là người Anh, toàn là những cái văn minh số một thế giới là Nga, Mỹ, Anh. Tại sao tịch thu? Rồi chiều đó em bàn với ông Nguyễn Hữu Kiệt, nói tại sao bị tịch thu mà mấy huynh ông xin lại, nó xin sao được, chế được cộng sản họ đã quyết định rồi mà làm sao mà xin. Rồi bây giờ em cũng có bà là con cách mạng nữa, ông cậu họ em là ủy viên trung ương đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, mấy đứa cháu nó cũng làm lớn, gia đình em là bên nào cũng làm lớn hết á, bên Việt Nam Cộng Hòa cũng làm lớn. Như cậu em là ông Đỗ Mậu giám đốc gia liên quân đội này, ông anh cũng làm lớn, giám đốc đài truyền hình người Thượng Thọ này, bên kia cách mạng cũng làm lớn, em đâu sợ ai đâu. Em lấy chiếc xe đạp em tới quận Phú Nhuận. Em nói cho tôi là hội viên thông liên học Việt Nam, cho tôi gặp chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phú Nhuận chút có việc. Cái thằng bảo vệ nói em muốn gặp chủ tịch huyện quận Phú Nhuận, anh có giấy giới thiệu ở phường. Rồi em về phường em xin tờ giấy giới thiệu, nó hỏi mục đích gì, mục đích gì mà đi gặp chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phú Nhuận. Tôi nói tôi đâu có mục đích gì đâu, tôi là người thông thế nào, mà cái nhà của huynh đệ tôi làm ra bây giờ mấy ông trưng dụng, tôi thấy cũng hơi vô lý. Bây giờ từ nhà nước đã độc lập tự do rồi, bây giờ mấy ông phải tạo điều kiện tâm linh đạo đức cho dân chúng, bây giờ tôi thấy nghĩ làm cái nhà truyền thống cũng tốt vậy, để ghi ơn những liệt sĩ cách mạng thì cũng tốt. Nhưng mà cái vấn đề tâm linh của chúng tôi là mấy trăm năm rồi, mà cái hội này đâu phải của Việt Nam đâu, cái hội này là của Cộng hòa Liên bang Xô Viết lập ra, xin mấy ông cho lại. Trời ơi, nó trả lời không, cái chuyện này chuyện quốc tế rồi, chúng tôi có thể giải quyết được. Bây giờ tôi giới thiệu anh đi sơ từ ngoài vụ đi, cái đấy là tầm quốc tế này. Trời ơi, em cũng chưa chịu thua, em lên sở ngoại vụ trực thuộc bộ ngoại giao, mình em mình chả có ai hầu thuận hết, một chiếc xe đạp cọc kẹt cái đi lên bộ ngoại vụ, nói anh tới sở ngoại vụ có việc gì. Tôi tới xin lại cái hội quán 462 Võ Duy Huy Phú Nhuận, bây giờ là Nguyễn Kiệm. Nó nói có một cái việc này anh phải qua mặt trận tổ quốc cho chúng tôi cũng đủ thẩm quyền giải quyết. Rồi em qua mặt trận tổ quốc mà bây giờ chỉ bây giờ thấy cái kiểu này chắc khó khăn quá, thôi em bỏ luôn. Rồi thế chắc cũng có duyên này, và lại sau lưng mình chả có ai hậu thuẫn. Nói thông liên học chứ bây giờ bà Diệu thì bà cũng chìm rồi, ông Huyền Hữu Kiệt thì tổng thư ký cũng bù nhìn rồi, ông Hai bây giờ ông biến đâu rồi, đâu thấy đâu. Thì em lặng 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 thôi,
Rồi tới mấy chục năm sau Đại hội Việt Kiều, tức là 2014, thì em có lên dự Đại hội Việt Kiều, thì em có gặp được Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, em gặp được ông Đinh La Thăng, bây giờ đang bí thư Thành ủy, với ông Nguyễn Tân Phong, em có chụp hình với ông Thăng Phong, em có nói với ông Nguyễn Tân Phong, nói bây giờ em có một việc cần nhờ tôi muốn giờ anh giúp đỡ cho Hội Thông Kinh Học, anh cho tôi xin cái hẹn muốn gặp anh ở đâu. Ông nói muốn gặp tôi thì lên Ủy ban Nhân dân thành phố gặp thì có gì đâu. Rồi em nghe vậy em mừng quá, em chụp tấm hình với ông á. Rồi ba ngày sau em tới đường Đinh Tiên Hoàng, hẻm 125, trời ơi, vô hẻm 125 của anh hai thì quá trời là khó khăn. Đi tìm xe ô mà 45 phút nó tìm chưa ra, mà có cái dù số cũ số mới nữa, mà cuối cùng cũng tìm ra. Thì em rủ ông ngày mai, ông áo quần đàng hoàng sạch sẽ, tôi với ông lên Ủy ban Nhân dân thành phố gặp chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nói cái chuyện thông liên hợp cái già 4 năm 66 vội với người Phú Nhuận. Trời ơi, hai anh em lên đi xe taxi lên áo vô gặp thằng lính gác, nói anh cho tôi, có tôi là người quen cũng chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đưa hình chụp đàng hoàng mà, có bắt tay với Nguyễn Tấn Phong mà. Rồi ông nó nói anh phải vô phần văn phòng tổ chức ấy, mới gặp được ông Nguyễn Tấn Phong. Tôi vô tôi nói, nó hỏi tôi mấy ông cán bộ, nó hỏi anh muốn anh vô đây có việc gì. Dạ là chúng tôi có cái hẹn với chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông nó hỏi tôi người chủ tịch Ủy ban thành phố là ai. Dạ ông Nguyễn Tấn Phong, Trần Tấn Phong, Nguyễn Tấn Phong. Em quên rồi, em đưa tấm hình ra, em chụp hình với ông á. Nó trả lời nó không thể gặp được liền đâu, anh mà muốn gặp ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố anh phải làm một cái đơn kê khai lý lịch muốn gặp để làm cái gì. Nó tôi có nói chuyện với ông rồi mà không được, nhưng mà đây là muốn gặp ông phải có văn phòng tổ chức đưa lên đi gặp. Nếu gặp ông thì bao lâu làm đơn, thì bao lâu ông nói đủ khoảng 3 tuần tới 1 tháng mới gặp được. Trời ơi, em còn 3 ngày nữa về Mỹ rồi, đợi tháng làm sao đợi, thôi thua à. Nhưng mà chưa đụng mà làm sao thua, thì cũng chưa chịu thua. Vừa rồi em về trở về quê hương của bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, thì 3 tháng sau ông Đinh La Thăng bị tù vì tội tham nhũng, thì ông Nguyễn Thiện Nhân lên, thì em được cha Tường phong cái chức là giám đốc bệnh viện ung thư Trà Vinh. Thì em về làm việc đó, đi về về để mà nâng đỡ nghiệp vụ cho các lương y ở đó. Thì cũng có quen được một người là người nhà của ông Nguyễn Thiện Nhân. Bây giờ em thì mình đi đường tắt thì hay hơn. Bây giờ người này họ nói muốn gặp Nguyễn Thiện Nhân dễ có gì hết đó. Cứ ngày 23 Tết thì ông về thắp nhang. Mà tôi mới hỏi nói ông Nguyễn Thiện Nhân này người đạo nào vậy? Người đạo Công giáo hay Phật giáo hay đạo Bắc Hồ? Họ nói ô Nguyễn Thiện Nhân này đạo Phật gốc mà. Ông già của Nguyễn Thiện Nhân là Nguyễn Thiện Thành, ông này là Hòa Thượng. Ô tôi bây giờ rồi, về đúng tần số tôi rồi. Tôi cũng Phật giáo và thông tin học là được. Rồi bây giờ tôi muốn gặp ông Nguyễn Thiện Nhân dễ khó, nó cũng dễ thôi. Lên Sài Gòn thì gặp rất khó. Nhưng mà về Trà Vinh thì trong gia đình em bà con thì gặp khi nào cũng được. Thành ra bây giờ em mới đi đường tắt. Em mới đi đường tắt để làm một cái văn thơ. Em làm một em gợi ý cho anh hai làm một cái văn thơ hồ sơ nhà đất tất cả của 466 Võ Duy Nguyên Phú Nhuận, bây giờ là Bùi Kiếm, bây giờ là Nguyễn Kiếm. Thì em bây giờ em xin người nhà đó là học trò của em, người nhà ông Nguyễn Thiện Nhân cũng là học trò của em nữa. Rồi em nói bây giờ thứ nhất chúng tôi muốn tái lập Hội Thông Tin Học, tại vì cái hội này nó phát xuất từ Cộng hòa Liên bang Nga, mà quê hương của Mark Lenin, quê hương của Lenin, của Engel. Đó. Anh cứ nói đó. Lớn tùm lum rồi nó lại gửi anh lên Bộ Ngoại giao nữa, phiền lắm. Trời ơi, em rào trước rào sau hết rồi. Rồi thứ hai cho tái lập hội, tại vì cái hội này mà ra đời á rất ít lợi cho đất nước, đạo đức con người thăng hoa lên,
đất nước Việt Nam sẽ thăng hoa lên nữa. Đó. Bây giờ đất nước là độc lập, là thống nhất rồi. Các cơ sở công giáo, Phật giáo quý vị trả thì gần hết rồi. Thì thông minh học chưa đầy một công đất thì làm sao quý vị không trả được. Chẳng qua là con khóc mẹ mới cho bú. Bây giờ chúng tôi nói ai viết như vậy. Rồi tất cả những cái lý do tại sao mà bị cấm hoạt động cũng đưa lên luôn. Rồi xong á, hy vọng kỳ này thì lần thứ ba đó. Mà nếu mà lần thứ ba này mà thất bại nữa thì em phải giờ hội thông liên hợp Nga Xô với của Putin với cùng trung thông liên hợp can thiệp thôi. Ok rồi. Đó, em tường trình cho anh chị. Nhưng mà cái việc này cá nhân em không thể làm được. Chỉ là phải có sự hợp tác của quý anh huynh tỷ. Mà cho cá nhân của em nó ba lần đơn độc quá rồi. Kỳ này á, đó, kỳ này mà thất bại nữa thì em cần em chưa bắt em đề nghị tất cả quý vị hội viên thông liên hợp phải ký giấy vô. Đó, để cứu rồi tâm linh cho 92 triệu đồng bào Việt Nam. Rồi, vì em thấy rằng không có tôn giáo nào hòa bình hết. Mà mắng chiến tranh là do tôn giáo mà ra. Đó, vừa rồi tất Thái Lan này nó bắn 42 người Hồi giáo chết kìa. Rồi vụ 911 kìa. Tất cả đều do tôn giáo. Mà chỉ có thông thiên học mới đem lại hòa bình cho dân loại thôi. Đó, thì đó là mong ước chân thành của em. Mong sự hỗ trợ tích cực của quý anh chị thông thiên học ở hải ngoại cũng như trong nước. Tôi mà ký vô nó lại bảo là phản động thì chết. Khi nào ký mà chống chế độ mới là phản động. Đây là mình ký vào để thăng hoa đạo đức tâm linh cho dân tộc. Bây giờ chùa chị Mộc Như Năm, chị biết không, chùa Ba Trúc là ngôi chùa lớn trên thế giới, sẽ sắp thực hiện tại Việt Nam. Nhà thờ Thái Bình, bây giờ nhà thờ đẹp nhất, sang trọng nhất của Á Châu cũng đang nằm ở Việt Nam. Thì tại sao không thuyên học mình không ra đời? Mấy cái cơ quan đó toàn là quốc doanh không à? Thì đừng nói quốc anh thấy không, trời ơi, ông Thích Nhất Thành vừa về cái bị nó đá ra. Rồi, nhưng mà bây giờ ông vẫn về ở đó. Ông ở nhưng mà điều ông đâu có làm được cái chùa nào đâu. Bây giờ chị biết ông Nhật Thành đang ở đâu không? Tôi không biết, nói tóm lại là Nhật Thành đang ở đâu không? Mấy đệ tử của ông ấy là khóc lên khóc xuống. Bây giờ ý chị nói là Cộng sản quốc gia đó, bây giờ nghe em nói này. Đối với em, đất nước như ruột như là chế độ như áo cởi ra là rồi. Bây giờ quốc gia hay cộng sản tất cả đều danh từ thôi. Giống con mèo á, bây giờ mèo đen, mèo đỏ, mèo vàng, mèo xanh, mèo đỏ, không cần thiết. Anh biết hồi xưa đó email của tôi là bị block á. Mèo nào mà bắt được chuột là ok. Ngày xưa email của tôi là trong nước nó không cho đọc á. Mấy thằng hại dân hại nước. Nếu mà mèo nó bắt chuột được thì mình phải trấn trọng nhé. À thôi được rồi, thôi không bàn nữa. Rồi bây giờ cũng bây giờ mình tâm linh trên đường bàn chính trị. Mình vấn đề tâm linh thôi. Mình không thể nào. Bây giờ mình xin lại hồi quán thông tin học để mà cứu độ chúng sinh. Rồi thì anh cứ xin đi. Anh cứ xin đi, tôi đâu có nói gì đâu. Nhưng mà tôi không muốn, tôi muốn ký thì chuyện nó nhỏ quá đối với tôi, nhưng mà chữ ký của tôi có khi làm phiền. Nó như vậy. Mình cứ nghĩ là bây giờ mình dẹp qua chính trị, bây giờ mình xin lại hội quán thân thân học để có dịp về quê hương, mình vào đó mình sinh hoạt. À, thôi anh cứ về đi, tôi không có về. Rồi, ok. Bây giờ mình nói chuyện cũng khá lâu rồi ha, có ai muốn bàn gì nữa không? Bây giờ tự do rồi, bây giờ. Cho in văn cho biết ý kiến, xin hợp cho biết ý kiến. Rồi, bây giờ có ai muốn bàn gì nữa không? Anh được Đức Chúa xoa đầu là anh sướng quá rồi. Xoa đầu con giấc ngủ. Đó là mơ mộng gì đó. Mơ là mộng có gì đâu. Đó là giấc mơ chứ đâu phải là hiện thực đâu. Đức Chúa xoa cho đầu. Em trăm đô này về Việt Nam mua gạo cho đồng bào này. Đó cái đó mới thực tế này. Lấy được trăm đô mua được 100 ký gạo. Đó cái đó mới thực tế. Còn mơ là mộng thôi. Đâu giấc mơ chứ đâu phải thực đâu. Nhưng mà nói tóm lại là anh thâm niên hơn tôi đó, anh rất là thông niên học. Đó, đi trước và về sau. Bây giờ giáo lý em cũng còn yếu lắm, ngồi thiền vẫn chưa chuẩn.
Tại vì anh cũng có lòng bác ái nhiều, thành ra anh làm việc quá nhiều, thành ra nó đâm ra ít thời gian để mà thiền định. Anh bị, tôi thấy anh đi về Việt Nam nhiều lần như vậy rất là mệt. Mỗi lần đi máy bay như vậy đâu có phải dễ dàng gì đâu. Rất là Chứ mệt. vừa tốn tốn tiền tốn kém đi Vừa nha, tốn tiền kém bạc mà đi mệt. nha, bị vừa la đi. Tôi đi sang Pháp về tôi mệt mất cả tháng á. Ok, vậy thôi mình nghỉ nhá, tuần sau học tiếp nhá. Ok, thôi bye bye đi. À, bye Dạ. bye.